giá biệt bằng lòng ơi, đau trà môi người cười. Vì hai lối mộng hai ước trông, mình thương nhau chưa đó thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nổi. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, tình nhẹ đi vào sâu, đời thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng. Ta đừng vui bên mong. Thôi nhắc nhở mà chi, bởi đời đôi ta như ai lối bỗng, đừng hoài công bởi lại đóng trố ta. Nỗi ưu tư bao ngày quên lãng, nay đưa trở về theo vô lạnh tàn đông. Phố nhỏ điều yêu lúc nửa khuya, vẫn còn thấy bóng một kỳ người, tặng đêm lá vàng bay kỳ mộng ban đầu, đã nghĩ tàn theo dĩ vãng. Bóng cũ cứ chập chờn cho lạnh lẽo buồn tim, nếu trời sai cô như ai không, tình dậy chết trong mùa thu ảm đạm, tôi gọi tên ai khi đêm mùa xuống lạnh, và đêm mi lệ bao dòng theo nghi sao rụng như trời khuya. Tình thơ nên dạng chữ sâu thương, có ai về cuối nếu sao tương, cho ta gửi đoạn trường vào bên mộng giấc ngủ đêm nào. Gọi tên người cũ vừa canh tàu, nửa đêm sau tắt rơi thành lệ, biết lấy ai mà gọi cô nhân. Tôi lặng lẽ bước đi một mình trên phố vắng, lòng bâng khuâng như chết lặng với ưu sầu. Mong ước tàn theo giấc mộng ban đầu, mỗi tờ dương tờ bụi ấy, tháng năm dài còn bù quả tim đau, nhất làm chi những thuở mới quen nhau, rồi ngăn cách đôi bờ luyến ái. Qua mấy mùa lá đổ, là ngày trao thương gợi nhớ bao.
vui nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mòn hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước chân phố nhỏ đau gót mềm. Sao rụng nửa đêm buồn lắm anh ơi, trong đêm dài vô tận con nhỏ cô đơn thiếu khắc lùng canh vàng. Nửa kia rồi trăng rụng nhịp cầu sương ngôn vui lẻ bờ mi chưa kiếp kinh. Anh ơi giấc ngủ đêm buồn tâm tư thắt đẻo mong buồn bơ vơ. Rừng sim thay lá non rồi, hiu hiu gió bức sục rồi lòng em. Em là sơn nữ rừng sim tím, vùi trái sim bán chợ kinh kỳ. Em điêu trang sĩ tờ bao ngày, khi nhớ người em thổi kèn sơn cước. Khi tiếng kèn giữa đồi sim vừa dứt, em thoáng bao qua anh lỡ bóng mai về. Treo chiếc kèn lên phan dứt đi em vội bước ra hè. Em ngỡ người tráng sĩ của lòng em vừa buộc cương ngựa ở cầu thang. Nhưng khi anh lửa bần lên sang soi miền sơn giả, em chỉ thấy mấy chiếc kỳ lá kè đông đưa như điếp bị quần kè tung bãi trong vô khói lá thành mây trên trời. Lòng em nương giữa khuy mây, chú chàng nhìn thấy khuy quê mà tìm. Tìm người ở đỉnh đồi sim, chiều chiều cởi ngựa đợi tin quân về. Hoa sim đã nở tím rồi, nhưng không ai hay để cài tóc em.
trong chồng. Quá thành hình đã giọng phu, nhưng nếu chàng phủ rải đoá qua ngày rừng thì em sẽ lên đỉnh đồi sim mà khóc một mối tình tan vỡ bằng dòng huyết lệ, cho đến khi nào niềm đau khổ biến em thành đá dòng phu. Rồi một chiều hành quân qua thôn bản cũ, anh sẽ xuống ngựa ở đồi sim xưa để chim bái tượng đá cũ người sơn nữ chung tình. Vẫn biết người tráng sĩ miền kinh vẫn yêu âm thầm sơn nữ rừng sim, nhưng vì nở nước vì nạn sư quân chẳng còn sông lướt giữa đám ba quân. Nhưng mi mùa rừng thay lá, anh vẫn nghe trong buôn bên phiên đá mờ bóng hình em trong khối làm chiều. Tình em gợi áng mây trôi khi rừng thay lá nhớ ai xa trường. Em tuy là đóa hoa rừng, chỉ yêu tráng sĩ anh hùng Việt Nam. Ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, một cung tinh làm dân chung thầy thương tâm. Một nhà sư đã tự thiêu thân giữa đại lộ Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt. Qua lớp khối mờ bay trong thi, một nhà sư còn ngồi chắp tay niệm Phật. Mà bao nhiêu người chứng kiến phi tuôn rơi chan chứa lệ muôn. Vũ trụ ngừng quay trong ngọn lửa kinh hoàng. Trời ơi, da thịt nào không nứt nẻ, máu xương nào không cháy rụi thành than. Khôi xám tung bay mà cả một cung trời, mắt nhìn nhau qua nghi màn lệ rưng rưng. Khi chiếc áo nhà tu đã dần dần tan trong lửa đỏ. Ngày xưa đã nêu gương chiến sĩ anh hùng, ngày nay có một nhà sư cũng đã tự thiêu mình, buông cây chết để bảo tồn Phật pháp. Há nại điều sanh tử tồn vong, nguyện cung dường nhục thể tự thiêu thân, miễn Phật giáo được trường tồn vĩnh cửu. Đạo mất còn mới là điều trong hệ, còn xác y thân này là cát bụi mà thôi. Bao quanh người có mấy trăm vị tăng ni,
những tiếng cầu kinh tụng niệm lâm râm, những giọt lệ chảy dài trên khuy mắt. Vì chân tu vẫn điềm nhiên niệm Phật, khi hòn lửa hồng bao phủ toàn thân. Nam mô Tam Bảo Từ Tôn, tràng phan tiếp dẫn linh hồn siêu thân. Xác thân dù đã tiêu tan, danh thơm vẫn ở thế gian muôn đời. Màn u ám bao trùm nơi cửa Phật, cảnh quan tàn giang vật cùng đều hiu. Hở môi ra sợ xâm xiết bú rượu, đành câm lặng trong âm thầm đau khổ. Nhưng thâm tâm mỗi người như bão nhỏ một triều đại, rồi đây sẽ sụp đổ suy tàn. Gieo giống vô lương sẽ gặt trái không hiền, đạo quyền gì đang cần người bảo vệ, thì thể xác khi này như các bụi phù du. Ngầm ngùi thương một nhà tu, máu tim nghẹn cháy lệ sầu trào dâng. Cửa thiền vang tiếng chuông ngân, niềm đau nỗi hận khổ than nên lời. Nhục thân ra quá tiêu nơi an dưỡng địa, là cả một ngày tang của Phật giáo đồ. Cảnh vật hôm nay cũng uy ảm đạm bơ thờ, theo sau chiếc linh xa đoàn người lặng lẽ, miệng thì thầm niệm tiếng Nam Mô. Khi ngọn lửa hồng tắt hẳn giữa lò thiêu, mỗi người lo gút nhặt mấy viên xa lời, thì là thai quả tim của nhà sư Hoa Cô vẫn còn nguyên giữa mớ tro tàn. Phật pháp nhiễm màu lễ đạo quyền di, qua bao nhiêu tai biến khổ nguy, công quả cũng đến kỳ viên mãn. Giờ đây nhà sư tử thiêu bụi trước, cõi nương bồng đã trực giảng siêu thân. Trên đoá hồng liên nghi ngút khói hương, hình ảnh vị Bồ Tát vẫn đốm vẽ từ bi vô lượng. Cách thập phương vào đây chiêm ngưỡng, thấy nghi lần lần thơ thới tâm hồn. Hết cơn sóng vô phủ phàng, Phật giáo lại đến hồi hưng nghi thành. Thế gian vật đổi sao dời, quả tim bất diệt khi muôn đời còn đây. Dài lâu trăng chớ dơ bờ biển thầm, vô diệu hiền lai đồng canh vườn xa. Sông lòng em cũng rào rạc bao la, khi mộng bước qua ra tình tuyệt vọng. Thùy Chương ơi, buổi ấy quen nhau trong một chiều thơ mộng, kỳ trăng non lạ bao.
tôm lưới khi nắng chiều tím đóng giữa cô liêu. Và mông lung trong mây lúc khói sương mờ, thấp thoáng dài cánh buồm mè nâu đang lênh đênh trên muôn trùng sông nước. Một chiều gió lộng cầm tay em, anh rung rung thổ lộ tâm tình. Em căng giả cao nâu đẩy vô nét thẹn thùng, anh thì mân mê dành nón lá, còn em mê giãn đò ngâm mang mây trôi. Hồn xuân rạo rực giữa tuổi đôi mươi, tim lòng cũng bỗng dưng rung động mà tiếng nghe giao thề còn nghe e thẹn giữa nghe làng môi. Rồi cuộc tình duyên bỗng dưng tan rã bởi sông đường còn kén trọn lưa đuôi. Tuổi phận mình mẹ qua con thôi, anh giả từ em ra đi với nguồn sầu vô tận. Nắm tay em anh không nuôi lên những lời tha thiết, mà là để giả biệt mối tình thơ mộng bấy lâu. Nụ cười đôi mấy dòng châu, anh đi để lỡ nhịp cầu ai ân. Cúc cái vàng rung cánh đầy sân, mùa thu trở lại cố nhân ta rồi. Em nức nở nhìn ra ngoài mặt biển, lòng nát tan khi nghe đến tiếng chia ly. Em ơi, ngày mai anh cất bước ra đi, em ở lại được muôn điều hạnh phúc. Khi anh vừa thốt lên mấy lời từ giã thì đôi mắt em cũng tuôn rơi dòng lại thấm khăn hồng. Hiu ức giọt sương khi da lạnh như đồng, xa xa giữa không gian vắng lặng tiếng sao như gợi niềm sầu hận nhớ nhung. Khi chương ngôi anh hãy lắng tay nghe những tiếng nhạc sầu ai quán, để rồi mang đến tận tha phương những dư âm của khúc kỳ đoạn ly tình. Biển thầm chiều nay tư bề sóng động, xin cho ta gửi mảnh hồn quay theo vô lòng bốn phương trời. Biển lòng em cũng bao la nghi mối hận muôn đời, ngày mai em sẽ lìa quê cũ xác khi pháo tan rồi mộng cùng tan. Em nhìn theo rưỡng lưới phất phơ thêm như lại những ngày xa cũ, bóng hình anh em còn nghề ấp phi ủ, nhưng xác thân em đã gửi trọn cho chồng. Thì chưa ngơi năm tháng qua rồi không trở lại, em còn nhớ mãi bóng người xưa. Chiều nay em
khoảng đời bao la vô tận. Chiếc áo bạc màu không ăn được quả tim côi, vô thu về tàu sạch bên tay nhưng đưa đẩy hồn ai giàu cõi mong. Em lang thang một mình trên bãi vắng, nghe tùng dương rào ra khi giữa đêm buồn. Đưa tay cắt mây tóc xanh, gửi chú âm ngoài sương vô lạnh. Anh hãy ấp ngủ một mối tình, tháng ngày năm còn nồng đượm dương. Nắng qua khi về chiều, đường phố kiếp lầm than. Đời nghèo trong mai là ôi tháng số không mãi vơ vơ trên đoạn đường đời. Xót thương thân mẹ hiền, cờ diêm chót dở dang. Niềm sầu thương chất ngất đêm khuya ngắm con thơ thương rơi muôn giọt lệ hồng. Thưa bác sĩ, có một người đàn bà dẫn đứa con gái chừng 8-9 tuổi đến hỏi thăm bác sĩ. Ai vậy cả? À thôi, cô mời bà ấy vào. Dân. Anh Vũ. Em Hiền. Dân, em đây. Lễ chào ba đi con. Dạ, con chào ba. Con quanh à? Em Hiền, thế mà đã 7 năm trời xa cách, sao từ lâu nay em không đến tìm anh? Chúng mình có con với nhau mà em cũng không cho anh hay biết nữa. Em tưởng anh trở lại, em cứ chờ đợi anh như lời anh dặn. Nhưng em cảm giác rằng chúng ta khô mong gặp lại nhau. Xa cách biết mấy muôn trùng, em mỏi mòn đời trong dân nuôi dẫm trong lòng. Nhưng mà anh bạc tâm, không một lời nhắn thăm. Khi anh đã đi rồi, em mới biết mình thọ thay. Trời ơi, anh đâu có ngờ vì lỗi lầm của anh em đau khổ 7 năm trời. Anh nào biết người nào hay, bởi anh chăm lo học tập xa quê nhà giang dầm muôn trùng. Em đâu dám than phiền, chỉ tuổi cho đời em. Thế mà đã 7 năm trời cách biệt, sau khi anh bảo rằng anh du học ở phương xa. Rồi sau khi về đến quê nhà, người yêu cũ như bông chim tâm ca. Từ khi biết em mang thai với anh, và sâu hổ với xóm làng nên đánh em gần chết rồi đuổi em ra khỏi gia đình. Mặc cho em gian lại tháng khóc ba cũng không mà nhìn. Mà tuy thương em nhưng cũng đành lặng thinh, vì gái không chồng mà chữa là điếm nhục gia phong. Em muốn đi tìm anh nhưng nào biết anh ở đâu, nên đành phải sống nhờ với cậu giáo hoài để chờ ngày em sinh nở. Lúc ấy hết hạn nghỉ hè, anh trở về Sài Gòn. Kế của người bảo trợ cho anh đi pháp học, anh không kịp viết cho em một bức thơ nào cả. Em trách anh xin chịu lỗi. Thật ra anh không phải là một kẻ bạc tình của em. Bảy năm trời đăng đằng,
vẫn chờ đợi anh và bám víu vào con ấy để sống âm thầm. Dù sống trong khổ hận đau buồn, những lúc quê con thiêu áo hay bị người khinh bạc, em chỉ nghĩ đến anh chứ với nỗi sầu đau. Cứ mỗi lần điệp trổ bóng là em nhớ mấy tháng nghỉ hè, ra bờ sông nhớ lúc tập anh bơi thuyền, trở ngang gò mà nhớ những lời ước hẹn mà lệ sầu lá chả cào tuôn. Bây giờ em đã gặp lại anh rồi, anh sẽ không để cho em và con khổ nữa đâu. À con, lại đây với ba. Con tên gì con? Dạ con tên Lệ. Cậu giáo Hoài đặt tên cho con đó. Hồi có thai đến gần ngày sinh nở, em khổ quá, em khóc hoài à, nên cậu giáo mới đặt tên cho con là Lệ đó. Má ơi, bữa nay con có ba rồi. Ba cho má con với con ở đây với ba cho vui nha ba. Đâu có được con. Sao vậy anh? Bởi vì, coi, em quên đây là phòng mạch của anh sao. À thôi được rồi, em chờ anh chút nha. À, cô Liễu ơi. Dạ, bác sĩ gọi. À, cô có thể nào cho người đàn bà này về ở tạm nhà cô vài ngày được không cô Liễu? Dạ được chứ, nhưng... Được rồi, thấy cô vui lòng là được rồi. Tôi sẽ cho cô biết rõ sao nha. Việc gì vậy anh? Không có gì em à. Bởi vì em hiền à, anh muốn em chớ vội tiền trách anh. Kìa, sao anh lại nói em như vậy? Bởi hôm nay bất ngờ gặp lại nhau, ngày xưa mình yêu đương lén lút, nên nay anh muốn thừa với mẹ cha để giúp em về nhà ăn. Em rất mong mẹ cha chấp thuận để cho em còn phận con dâu, nhưng em biết ở đâu chỗ tiện để chờ cho anh xin phép vợ chồng ta sớm được sum vầy. Thì đây có cô Liễu đã sẵn lòng, vì cô Liễu hoàn cảnh của mình, em với con đến nhà cô Liễu đỡ vài hôm. Nhà tôi chỉ có một mẹ già lại cũng chẳng xa gì, cô chỉ ngại ngùng đến ở cùng tôi, mời cô đi với tôi, Lệ về nhà ở với cô nghe cưng. Dạ thưa ông, dạ thưa cô. À anh Tài, sao kết quả thế nào, có gặp không? Dạ tôi vâng lệnh ông, lái xe võ dẫm theo sau. Bác sĩ dường như không biết có kẻ theo mình, nên ông vô Sài Gòn rồi thẳng vào Chợ Lớn. Đến nhà cô Liễu tôi thấy ổng vào thăm. Chuyện gia đình tôi anh soi bối làm chi vậy? Không, chính ba nhờ anh dò hỏi dùm ba, vì ba muốn bảo vệ hạnh phúc cho con. Dạ chính tôi cũng rất bất bình khi có người phụ bạc vợ con. Chính anh thấy tận mắt cô y tá Liễu chưa chấp tình nhân của thằng hai trong nhà có phải không? Dạ, nếu ông không tin tôi thì ông đi theo tôi nè, đến cái villa của bác sĩ Vũ mới mướn cho cô ấy. Trời, anh Vũ muốn villa, có thật sao anh Tài? Dạ thật. Đi con, đi cho ba nhìn cho tận mắt dứt khoát mọi nghi ngờ. Ba ra cổng chờ con nha. Không à kìa em, sửa soạn đi đâu đây hả? Coi kìa giận anh sao, lâu lâu có bạn mời anh nó đi chứ đừng có khi nào mà anh lại bỏ em ở nhà một mình đâu mà em lại buồn. Em không khi nào dám buồn phiền anh cả, nhưng gần đây sao em cảm thấy lo lắng quá anh à. Em lo sợ ngày mai ngược xuôi qua bên đời mà duyên tình chơi vơi. Tình ta hương lửa nồng cùng xây tròn mong thắm, ước mong ngày xa xăm. Em vui lên cùng anh, cho anh thêm vững lòng, cùng đẹp đời xuân xanh. Tình ta đang thắm nồng, đừng để tàn mong thắm, chúa bé bàn chuyện
Cô Liễu ơi, cô làm ơn ra có ai gọi cửa đó, tôi bận việc một chút nha. Dân, trời ơi, cô Hiền, cô bồng cháu đi đâu đây? Dạ, sao nó nóng quá à? Tôi muốn làm kinh đó. Tôi tính cháu nó nóng chứ không có đau chi nhiều đâu. Cô đừng làm cho bác sĩ bận lòng. Sao lại bận lòng? Cô Lệ là con của ảnh mà. Anh làm bác sĩ mà chữa trị cho con lại sợ bận lòng hay sao? Thôi tôi về. Khoan, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm chút. Cô mới vừa nói đây là con của bác sĩ. Có phải chăng cô muốn nói bác sĩ là bác sĩ Vũ đi không cô? Dạ, dạ tôi phải à. Trời, nói vậy cô là không, mà là vợ của bác sĩ Vũ không? Dạ phải. Tôi và anh Vũ ăn ở với nhau đã có một đứa con. Con Lệ đã được 7 tuổi rồi. Kìa, cô Hiền, cô nói cái gì vậy cô? Cô Liễu, yêu cầu cô im mồm được không? Kìa, dạ, thưa ba mới tới. Tôi đâu dám nhận tôi là ba của bác sĩ. Tôi không có ngờ. Có phải người đàn bà này là vợ của cậu không? Dạ. Mà đây có phải là con ruột của cậu không? Dạ, dạ phải. Nhưng xin ba cho con nói. Thôi, khỏi phải nói gì nữa cả. Tôi không có ngờ cậu chỉ là một kẻ dông anh. Một người dám ngang nhiên làm điều phản bội. Tôi làm lỗi gì với cậu đâu mà cậu nỡ dối gạt cha con tôi. Xin ba bớt giận để con nói. Thôi khỏi nói gì thêm khi sự thật đã chán chường trước mặt. Cũng đủ nhục nhã cho tôi thật là một bài học đắng cay. Con không bác tình cũng chẳng phụ rãi ai. Và con không khi nào quên ơn đầy giận của ba. Nếu không nhờ đồng tiền của tôi thì thằng nghèo mạt liệt làm sao cất đầu được lên mà làm ông nội với ông kia. Anh Vũ, trời ơi, anh đã cưới vợ rồi sao? Em xin lỗi vì đã đến quấy rầy anh. Từ nay anh sẽ không bao giờ còn gặp mặt em nữa đâu. Không, Hiền, cho vội bỏ đi. Ba hãy nhìn người đàn bà chất phát với đôi mắt dịu hiền này. Và đứa bé đang đau nằm thiêm thiếp kia. Cả hai bơ vơ không nơi nương tựa. Chịu trăm đắng ngàn cay vì lầm lỗi của con trong tuổi xuân thơ. Nàng đã vì con mà hại cả một đời. Con không ngờ tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ lại mang đến quá nhiều hậu quả đau thương. Ngày nay nàng tìm đến đây những mong duyên xưa nối lại. Ngờ đâu con đã thành gia phất nên nàng sẽ cam bơ vơ trước bao nghịch cảnh đau buồn. Tôi không ngờ cậu cỡ mặt quân mau quá à. Tôi gả con Mộng Ngọc cho cậu là tôi tưởng cậu có nghĩa có nhân chứ. Đợi giờ mà người sang cộng thiếu gì cậu. Anh Vũ, em biết mối tình đầu bao giờ cũng lưu lại nhiều kỷ niệm khó phai mờ trong ký ức. Anh tự thấy trách nhiệm đối với Lễ và Hiền thì hẳn anh không quên bổn phận đối với em và Dung. Em xin anh suy nghĩ lại, đừng vì một chút vòng bột mà đuổi theo ảo ảnh để gieo khổ đau cho mấy cuộc đời. Nếu Hiền chính là tình yêu tha thiết của anh thì em cũng đành cam với số phận. Em hiểu bao nỗi não lòng anh đang hứng chịu đến em đi nào dám tiền chi anh. Thôi, vĩnh biệt anh em đi. Hiền, Hiền, bác sĩ. Cô Liễu, cô Liễu. Kêu réo tôi chi hoài vậy? À này anh Tài, tại sao anh hại bác sĩ Vũ chi vậy anh Tài? Cô Liễu ơi, tôi nói ra đây đó chắc là cô chẳng tin cho rằng tôi ngoan cố kiếm lời toàn trong chê. Đâu phải thù oan gì đâu, chẳng qua là sự tôi hiểu lầm. Tôi tưởng đầu bác sĩ đã phụ phàng gạt bỏ vợ nhà thỏa thân vô căn. Thiếu cả lương tâm nghề nghiệp lợi dụng người thiếu phụ cô đơn. Lúc con yêu đau không nơi nương nhờ mà lại ngỏ lời bướm ông. Nếu anh
Vũ đang ở với Hiền trước khi sang Pháp học. Có một đứa con 7 tuổi, họ thất lạc nhau lâu rồi, bây giờ mới gặp lại nhau đó. Trời ơi, vậy mà tôi không biết chứ, tôi lại xen vô cho nó rối thêm chứ. Bây giờ chắc cô Hiền phải về quê hay đi một nơi nào để cho bác sĩ được yên vui hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp cho con bé Lệ. Tôi thiệt bậy quá, bây giờ làm sao đây? Bộ bây giờ anh muốn xen vào chuyện riêng của người ta nữa hả? Tôi ví như tôi lái xe lỡ đụng người rồi, không lẽ tôi bỏ tôi chạy luôn. Vậy thì Thịnh làm sao cho lương tâm anh yên ổn á Thịnh làm. Bây giờ tôi chào anh, tôi đi làm kẻo trễ à. Khoan, cô Liễu ơi, cô Liễu. Chú Tài, cái gì khoan dùi đó? Dạ thưa ông, chuyện riêng của người ta, ai mà tò mò hỏi chuyện riêng của người khác á thì ông thần Mani quên ông giật à. Ý trời ơi, chú mày rủa tao ha. Dạ không, tôi nói tôi chứ đâu có nói ông. Thì tao mới nói cái chuyện của mày, mày nói vậy là mày nói tao rồi. Nè, mày hỗn ẩu ngang tàn vậy thì kiếm chỗ khác mày ở đi, tao không có dùng mày nữa đâu, đi đi. Khoan, tôi cần nói chuyện luật lao động với ông đã. Ý, ngon quá ha, vậy là mày ngon ghê lắm rồi đó. Mày thối là tao 5,000 đồng đi, rồi mày nói chuyện gì mày nói. Tôi sẽ kiện ra tòa lao động vì ông đuổi ngang làm cho tôi thất nghiệp. Đến khi nào tòa xử xong tôi sẽ thối tiền lại cho ông. Bây giờ đi thưa. Thôi đừng có ba gai nữa. Tôi giận tôi nói vậy chứ tôi còn mang ơn chú mà. Vậy ha à. Vậy tôi xin ông cho mượn thêm 5 ghim. Ủa, mới 5 ghim chú còn mượn nữa mà làm gì. Thôi được, 5,000 đây chú cầm đi rồi ráng nhớ. 6 giờ chiều này tan sở mình đi luôn, đến villa của bác sĩ mướn ở riêng. Dạ cảm ơn ông đã xử điệu với tôi, xin chào ông. Mà hãy nhớ chiều nay, nếu chiều nay vào lúc 6 giờ ông không thấy tôi thì kể như là tôi không đi. Chào ông. Nè chú Tài, không đi trả tiền lại đây chứ. Mày đi luôn ha. Chiều nay mày sai hẹn tao cho mày mũ bót à. Xịt. Dạ mày dạy. Đưa tiền cho nó không giấy tờ bằng cớ đi thưa hai đây. Trời ơi, con ơi là con, rể ơi là rể, bị hại tao nè. Dạ xin mời ông ngồi. Thưa ông, ông đến đây có điều chi dạy bảo? Chắc cô Hiền, cô còn nhớ tôi chứ? Dạ nhớ lắm chứ. Việc mới xảy ra có 2 hôm thôi, chính nhờ ông mà tôi hiểu được sự thật phần nào. Tôi đến đây hôm nay vì cái chuyện đó đó cô à. Tôi đến đây để bàn với cô một giải pháp nào ổn thỏa cả 3 người. Thưa cô, tôi xen vào câu chuyện riêng của gia đình con tôi là điều vạn bất đắc dĩ. Nếu tôi có lời gì không phải, mong cô Hiền cô bỏ qua cho tôi. Ông chứ ngại, tôi sẵn sàng chờ nghe giải pháp ổn thỏa của ông. Dạ, trước khi tôi nói rõ ý tôi mong cô trả lời cho tôi vài câu hỏi. Dạ. Có phải cô và Vũ gặp nhau trước khi Vũ sang Pháp không cô? Dạ đúng vậy, chắc bà Mẫn Ngọc cũng đã hiểu chuyện đó. Dạ, dạ phải, nhưng tôi muốn hỏi cô cho nó chắc hơn. Cô Hiền, tôi biết hoàn cảnh 3 người hiện giờ thật khó xử lắm. Cô nghĩ lại coi, gia cảnh Mộng Ngọc nó đang sống trong êm đềm, bé Dung con của nó được 5 tuổi rồi, bỗng cô đến đây làm cuộc đời nó sao động. Xin ông hiểu dùm cảnh ngộ của tôi, vì cảnh trái ngang nên lỡ làng dương phận, rồi lại gặp nhau trong tuổi hận. Tôi còn sống đây là vì hạnh phúc của con tôi. Vậy thì tình yêu xưa không còn sâu đậm, bác sĩ Vũ được yên thuận cùng con khôn vợ đẹp. Nếu không thì mai sau gian dở, khi cô nghĩ đến con nó trễ nghe rồi chăng. Nên tôi đến đây giúp cô một số tiền, để cô trở về sông chốn quê xưa, và giao bé Lệ cho Mộng Ngọc nó nuôi dùng, để đời Mộng Ngọc được sống cảnh âm êm. Tiền không, tôi không bán con tôi. Tôi không bán con tôi. Cô Hiền, không phải tôi dám khinh cô đâu cô Hiền. Tôi chỉ muốn thu xếp công chuyện cho nó êm đẹp, Vũ sẽ không phải khó xử, mà con tôi nó cũng đỡ buồn rầu. Mà số tiền này đối với cô nó không hẹp hòi gì mà cô Hiền. Không, ông hãy về đi. Tôi không thể để cho bà Mộng Ngọc khổ lâu đâu. Chào ông. Cô Hiền, cô nghe tôi nói nè cô Hiền. Mà dầu sao cô ta cũng sẽ đi, số tiền này cũng có thể an ủi cho cô ta được một phần nào. Thôi ta về. Nắng qua khi về chiều, đường cô kiếp lầm than, đời nghèo trong mai lao, ôi thang xóm
sắp lỡ ra. Nên sầu thương chớp ngớp đêm khuya ngắm con mơ thương rơi muôn giọt lệ hồng. Má ơi, má. Ủa, má xách vali định đi đâu vậy hả má? Con Lệ, má không muốn ở đây nữa. Con hãy theo má về quê đi con. Má giấu con. Má ơi, con biết người ta đến đây thì đuổi má. Họ mắng họ chửi nên đêm nào má cũng than khóc suốt đêm trường. Con tuy còn nhỏ nhưng cũng biết đau buồn. Con định nói lại cho ba biết nhưng con sợ má phiền giận con. Má ơi, lúc ở dưới mình má nói gặp ba má con mình sẽ sung sướng. Nhưng nay sao gặp ba rồi mà má vẫn còn than khóc. Tại vì sao má hãy nói cho con thương. Không phải tại ba con đâu, tôi là Phật số của má. Con theo ma về dưới, má ráng làm ăn mua bán đến quý phu. Má, con muốn ở với ba. 7 năm trời con cô cút một mình. Bây giờ gặp được ba má bỏ đi sao má? Trời ơi, nghe con trẻ thốt ra những lời bi thầm. Người mẹ nỡ nào đi cắt chia phụ tử thâm tình. Lệ ơi, má nào muốn cho con phải xa cha. Hay phải sống bữa đôi bữa no. Nhưng cha con đang gặp những điều khó xử. Má con mình nên tạm lánh một ít lâu. Anh vô ơi, tất cả nỗi lòng của em đã ghi vào bức thơ đoạn tuyệt em ra đi dưới mối thầm. Khi xa anh, em cũng đành ôm ấp một mối tình gian dở. Bởi số kiếp em ý là một cánh ý đèo trôi giạt trung chiên. Thôi, đi con kéo trễ xe. Má chờ ba về rồi hãy đi má. Gấp lắm con à, rồi má con mình sẽ trở lại mà. Má gạt con, ba đâu rồi má? Ba ơi, ba. Má Hai ơi, má Hai. Kìa, anh Tài, cái gì vậy anh Tài? Dạ, mợ Hai ẩm bé Lệ đi đâu mất rồi cậu. Trời, mợ Hai có để thơ từ gì lại không? Dạ không. Ê, ủa mà có, nè, cái thơ nè. Cậu coi đi cậu. Anh Vũ, em đã nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định xa anh. Xa anh mãi mãi. Anh không nên tìm kiếm phí công. Vì em và con sẽ đi thật xa, chưa biết dừng lại ở phương nào. Giờ đây, em hiểu em chẳng có diễm phúc được anh yêu. Và cuộc gặp gỡ ngày xưa chỉ là sự vòng một nhất thời thôi. Dù có biết đâu sự đau xót trong lòng em. Nhưng thôi, kể từ nay em và con xin vĩnh biệt anh. Em hiền, em đã vì anh mà mất một cuộc đời son trẻ. Nay gặp lại nhau niềm vui chưa trọn ngày nở. Đi chia quyên rẻ thủy cho đành. Từ nay em ra đi nơi cuối bãi đầu gành. Một tâm thần cô lữ với một đứa trẻ thơ bơ vơ giữa chợ đời đầy lao khổ. Em ơi, em ra đi với một mối hận tình trong tâm khảm. Em nào biết được anh đau xót triền miên. Vì bao nhiêu lầm đắng trong buổi xuân thời. Phở trước lúc xa nhau, anh bị vật chất phù hoa và cuộc đời bên ngoài quyến rũ. Nhưng 7 năm sau gặp lại nhau, nhìn đôi mắt người xưa,
lòng bỗng trào dâng một niềm rung cảm chân thành. Dĩ dãng bừng lên ngọn lửa rực rỡ giữa đống tro tàn. Ngoài bổn phận làm cha với thanh lệ, anh còn yêu em như giấc như mộng như xuân thời. Em môi trớ kêu thay anh yêu mộng ngọc, nên đã thành gia phách. Giờ đây giữa em và mộng ngọc tình thâm nghĩa trọng, biết xử cách nào cho toàn vẹn đôi bên. Đời lan vào điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca. Xa, chiều tan trường về điệp cùng lan chung bước. Cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi, lan khóc đợi người đi. Lần cuối gặp nhau lan khẽ nói: thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không ơi lan tâm tâm quên đời vì anh. Điệp ơi sợ gì lao phi cắt mái tóc xanh để tìm đường tu niệm. Bởi đời hai ta không còn tiếng giao thêm. Biết nói gì đây trong thất kỳ vọng nào này. Đêm đêm lăn gục đầu lao nước mắt, trớ trọi quanh mình chỉ có ngọn đèn kia. Dê dung sầu gieo khúc nhạc lê tê như muôn cùng lan quả bán tuyệt tình. Mà bao lần mượn tiếng mõ hồi kinh, vẫn chẳng phải mờ niềm đau dĩ dàng. Sau những buổi công phu lan vẫn còn vì dưới chân đức Phật mong nhờ đức từ bi dập tắt lửa phiền để chôn lấp ngày xanh sau ngưỡng cửa âm thiền. Thế mà sau khi trở về nơi liêu vắng vạt áo nâu sòng đắm lễ sầu thương. Một đóa hoa tình đã tàn tá sắc hương, sau bao năm tháng chôn vùi nơi cửa Phật. Thế mà lầm muốn quên sao còn nhớ mãi, nỗi hận tình quan trái từ ngày xưa. Tôi biết vào đời
Là ngôi anh tìm đến em để nói rõ cho em nghe những ẩn tình cay đắng. Nhưng ngõ trước vườn sau vắng lặng như tờ. Em đã lìa xa quê cũ từ bao giờ? Em ơi nước bát ngước dòng trắng thà nghỉ lộn bóng bè bàn kéo ra hồ tăng. Lối mòn đã in dấu rêu phong, cơn gió đồng tơi bời muôn sắc la. Phải chăng em buồn vì tình duyên ngàn trái nên em đã lìa quê với một khi mối hận lòng? Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng? Mối tình đầu tiên nàng đánh trốn vui theo đôi bướm hoa. Đời vui chung một kiếp xuân tàn, em bàng hoàng như vết nát con tim, nghe tan vỡ cả một trời nhung nhớ. Quê xưa vắng bóng lang rồi, bờ giờ cánh cũ anh ngậm ngùi ai đây? Kìa lũ chim trên cành buồn không ca, chim hơi xót thương ai. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay, che tim phía chân trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông, nét mặt u sầu. Lan, Lan ơi, hãy mở cổng cho anh vào để nói cùng em vài câu tâm sự. Sao Lan nợ cắt đứt dây chuông để cho cửa thiền môn khép kín giữa sương mà. Kỷ niệm ngày xưa em đã chôn lấp trước sân chùa, những tiếng chuông ngân như những lời quan trách mà anh vô tình một đời lắm. Lan ơi hãy mở cổng cho anh vào lau dòng lệ đau thương đang rưng rưng trên khóe mắt ô buồn. Lan đã vùi một kiếp xuống xanh như đã chôn lấp cành lá xác bướm. Tại sao
mất đi muôn đời tàn tạ sắc hương. Lan hận sầu điệp cũng lắm đau thương, lan đau khổ điệp cũng chẳng vui gì cùng duyên mới. Ôi quãng đường tình của ngàn phương muôn lối, sao trời lại đành để tôi một mình lang. Điệp tìm đến đây tả tội cùng Lan. Lan hãy sống, hãy sống với anh, hãy sống đừng bỏ anh giữa cảnh đời đau khổ. Đẹp ơi, qua bao đêm đọa đài thay xác, giữa cảnh khuya Lan đã mỏi hơi tàn. Không bung rẫy phụ phàng, chẳng qua đời của Lan là bé bàn tan vỡ, nên quãng đường tình đầy đau khổ trái ngang. Phút cuối cùng sắp chinh biệt trần gian, mà Điệp đã tìm đến giữa giờ Lan hấp hối. Điệp hãy xem Lan như cành Lan sắc bướm, mà Lan đã vùi chôn ở trước sân trường. Đời Lan khác chi như một cành hoa xuân, hương sắc sớm phai màu. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quanh hiu, Lan đã trút linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cú kêu xưa ngôi thê lương, gió than nâu nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than tiếng một linh hồn. Anh lại gần Lan cầm tay em lần cuối, nghe để nghe lời Lan căn tối sao cùng. Còn tiếc thương đau khổ nữa mà chỉ lao dòng lệ, cho em yên lòng nhắm mắt. Thiền môn dòng tiếng chuông buông là lúc linh hồn Lan tức tưởi ra đi. Kính chào Lý tướng quân. Hiền đệ cái khách sáo hoài, anh là Y Quảng, em là Hoa Mộc Lan. Chúng ta là bạn đồng ngũ sanh tử của nhau, đừng đối đãi với nhau như thường tình khách sáo nha. Lý huynh là một vị tướng, tôi chỉ là một gã tùy tùng lo giữ kho lương, thì làm sao có thể xem ngang hàng với nhau được.
Hoa Mộc Lan. Chắc hiền đệ buồn về việc giữ kho lương à. Vậy anh báo cho em hay tin này. Anh vừa được nguyên soái giao cho chức vị tiên phong. Anh mà lãnh chức tiên phong thì chức tổng binh sẽ về em chắc chắn. Khi lên chức tổng binh biên cương, em qua đã hết cơn lo buồn. Ngàn đời không quên tình anh, vì ơn sâu nặng nề. Em còn xem nhẹ tình bạn, như người xa lạ nào đâu. Còn ta lùi bàn tay thì có chi đâu ngại ngùng. Tháng ngày ta sống bên nhau, nhờ bao phen bạn đùm bọc. Miễn là anh đi được em qua, đừng xem anh như một kẻ xa lạ nào. Vậy kể từ đây trong tân quân của anh sẽ có qua tân quân hiền đệ. Đá tỏ, đá tỏ. Để mừng tình bằng hữu của chúng ta ngày thêm bền chặt, anh xin mời qua hiền đệ một chén rượu đầy. Cảm ơn Ly Huynh. Ly Huynh ơi, ngày nào vấp giá dẹp xong, giải ngủ về anh có cưới vợ không? Anh có dĩ hôn thê chưa? Anh có để ý đến cô nào chưa? Trái tim anh chưa rạn nứt gì tình, mà cũng chưa có bóng hình ai ngự trị. Chắc khi anh có vợ rồi anh quên em quá. Tình chồng vợ tuy mặn nồng tha thiết, nhưng đâu có sánh bằng tình tri kỷ thâm dài. Em đềm thì đã đi cùng cảm thông, trong cảnh cô đơn của nghi cuộc đời chinh nhân. Trong đạn tên khoai lửa xa trường, hay những đêm sương mờ xuống lạnh, nơi chiến tuyến xa mờ, tại nhà tiên trong đồn sang canh. Khi ấy bên nhau ta ngồi hàn huyên tâm sự, dưới ánh trăng mờ chuyện tâm tình đổi trao. Dẫu mai sau hai nhà chia lìa, anh chắc rằng tình bạn không phai. Xa xôi nơi góc bể biên mây, anh nhớ mãi bóng hình ai. Phải chi đâu ta là lương sơn bá chúc anh đài thì hay biết bao nhiêu. Cái gì thưa hiền huynh, ai làm lương sơn bá, ai là chúc anh đài? Em dành làm chúc anh đài hả? Như vậy cũng được. Em làm lương sơn bá cho, còn anh làm chúc anh đài đi. Đâu có được, anh to dốc hơn em nhỏ thó hơn, em làm chúc anh đài mới phải chứ. Giả tỷ như em là chúc anh đài thì hiền huynh nghĩ sao? Anh không nghĩ sao hết, vì nói đùa mà chơi cho vui. Chứ em với anh mà làm sao là chúc anh đài lương sơn bá cho được. Theo em cho lương sơn bá là một thằng ngốc. Vì ai đời gần gũi học tập với chúc anh đài suốt 3-4 năm trời mà không biết chúc anh đài là gái giả trai. Đàn ông có to lớn dình dàng chứ còn ngốc lắm em. Thật thì sao, đàn ông ngốc lắm hả? Không ngốc lắm nhưng mà đều có hơi đần đần. Thảo nào. Kìa hiền đệ, hiền đệ nói gì? Em muốn nói, có những buổi chiều vàng thôi thốt nắng, ai có nghe trong mây tiếng tim đau. Hay những đêm trời nhạt ánh trăng sâu, có dòng lệ rạc rào tuôn chảy mài. Lần muốn nói, sao đôi môi khép lại, nói gì đây ai hiểu được lòng ta. Trong tất gian như mây dầm quang hà, ngày dằn vặt như là muôn thế kỷ. Hoa Mộc Lan người em yêu quý, em ơi chẳng hy thất vọng điều gì. Người chiến binh không được phép cuồng si, đừng mơ chuyện chúc anh đại lương sơn ba. Không, anh không bao giờ biết được tình riêng của ai cả, thì đừng vội xem rẻ cuộc tình duyên của lương sơn ba chúc anh đài. Em đã gửi niềm riêng theo tháng đồng năm dài, theo tình cảm của em anh cho là quỷ mị, thì
tình cảm của anh em cho nó là cằn cỗi khô khăn. Đêm nay trăng xí mây tan, rượu dừa lưng chiến gia càng ngẩn ngơ ngàn năm. Chưa càng sầu mơ, tình em là một bài thơ đoạn trường. Qua Hiền đệ, cánh tay em bớt nhất rồi chứ? Cảm ơn anh đã bớt nhiều. Anh qua đây cho em hay một tin mừng. Tin mừng gì vậy anh? Nguyên soái có ý muốn gả người con gái duy nhất của nguyên soái cho em. Trời, thật vậy sao anh? Sao Hiền đệ không vui? Hiền đệ có tâm sự gì chăng? Em thu thật với anh là em đã... đã yêu một người. Phải. Và cũng được người ta yêu lại. Chưa. Nghĩa là em đang suy tình một cô gái. Không. Ủa, không lẽ một thiếu phụ? Không. Vậy chứ ai? Một người. Một người gì? Ở đâu? Ở đây, gần đây. Ở đây? Gần đây có cô gái nào đâu? Em mê sản chăng? Không. Vậy thì em có thể cho anh biết người ấy là ai chăng? Mà... à, anh nhớ rồi. Thảo nào trong tiệc rượu đêm nọ, em cứ nói xa xôi với anh hoài mà anh nào có biết. Vậy người ấy là ai? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ liệu giúp đỡ cho em. Một ngày gần đây anh sẽ rõ. Còn bây giờ? Còn bây giờ, anh hãy để em sống mãi trong niềm căm lặng. Nuôi làm chi cho cay đắng thêm nhiều. Ly Quỳnh ơi, em sợ buồn và sợ cả cô Liêu. Khi đêm xuống tâm hồn thêm trong trai. Qua Mộc Lan em qua nhiều cảm nghĩ, phận làm trai với khoác mảnh nhung bào, vượt trong gai và nuôi thẳm đèo cao, mang chi cả những mong đền nở nước. Ngoài trận tuyên chưa sờn gán lùi bước, sao lại chịu bo tay trước trận giặc tình. Anh ơi, giặc nô ti chưa giết được em, nhưng giặc tình ai đã giết mòn tâm nào. 10 năm qua trước làng tên mũi dao, đã 10 lần la úa rụng sườn non. Đã mây phen trong trăng khuyết lại tròn, buồn vẫn đóng trong buồn tim vậy chứ. Em cảm thấy đã yêu người tha thiết, họ vô tình có rõ biết em đâu. Ly Quỳnh ơi, hãy hàn gắn dùm những vết thương đau, và an ủi một người em nhiều cam ly. Hiền đệ, anh biết lời lẽ chi an ủi khuyên lên người chiến hữu, trong khi hai ta chỉ là hai kẻ mài râu đang xông pha nơi cát bụi ra trường. Cảnh mưa nắng gian lao chưa làm cho nhục chi càng ngày cường. Hiền đệ ráng lo tình dưỡng, đừng nặng lòng với tuổi hận sâu thương. Đâu có kiếp sống nào quanh liệt phi thường, cho bằng đi đời sống của quân nhân. Cũng không tình yêu nào tha thiết đậm đà cho bằng tình thương chiến hữu nơi chốn biên kỳ. Qua Hiền đệ, anh vừa hay tin em được giải ngũ nên vội vã qua đây nói với em vài lời từ biệt, vì sợ giữa tiệc đông người hai ta không thể trút cản tâm tình. Ly Quỳnh ơi, được giải ngũ về thăm cha mẹ, lòng mừng thì thật là mừng. Nhưng khi nghĩ đến anh, người bán hiền đã từng sống bên nhau nơi trận tuyến, lòng để sao bỗng thấy xúc động bồi hồi. Hiền đệ ơi, rồi để ven trời góc bể, em có còn tưởng nhớ đến anh chăng? Em quên làm sao được trong những lúc sống chung cùng nơi chiến địa, lạnh lùng sương tuyết phù. Hiền đệ, anh cảm thấy nỗi buồn cô đơn rầy rứt khi hay tin em được lệnh thánh hoàng giải ngũ biệt biên cương trở lại quê nhà. Biên ải nghi thôn trang biết khi mấy dầm quan hà. Anh với em xa nhau tuy không vĩnh viễn, nhưng biển trời gian đoạn tình ta. Rồi đây trong những đi buổi chiều vàng, nhìn bụi cuốn đường xa, anh ngỡ là qua Mộc Lan nhớ nghĩ người bạn cũ, nghĩ nên buồn thương hầu trở lại biên thùy. Qua Mộc Lan Hiền đệ, ngọn bạch lạp đêm nào từng soi bóng hai đứa mình đọc sử kinh.
cũng như dần trăng nơi đỉnh núi từng in bóng đôi bạn tình son trẻ. Hiền đấy ôi giờ đây anh lại có ý nghĩ ngông cuồng, anh là lương sơn bá còn em là người trong mộng anh. Vòng tay âu yếm và khe khẽ đi anh kêu lên đi ba tiếng chúc anh đài, chúc anh đài ơi. Anh mong sao buổi chia tay hôm nay không phải là ngày chia tay vĩnh viễn, để một ngày nào anh sẽ đi gặp nàng tại chúc gia trang. Lý Huynh, anh ác lắm, anh nói đùa làm em buồn quá à. Cái gì anh là Lưu Sơn Bá còn em là chúc anh đài hồi nào đâu. Buồn, tại sao em lại khóc? Anh hùng gì mà khóc? Mà anh cũng muốn khóc đi. Nhưng lễ này là lễ nam nhi, chết không sợ mà anh chỉ sợ buồn biết đi. Ta mà khóc nghĩ cũng lạ kỳ. Phải, vì hai ta nào phải Lưu Sơn Bá chúc anh đài mà lại lã trả dòng cháu khi tiễn đưa nhau tại Nam Sơn tiểu lộ phải không anh? Thôi, xin tần giả Ly Huynh. Quá hiền đấy. Kính chào Lý Tướng Quân, cha mẹ thiếp vì lý do sức khỏe nên thiếp phải đến hầu ngài. Kính chào thiếu tiên đại ca. Dạ không dám, tiểu thơ đây là ai mà tôi nhớ ngờ ngợ. Thưa tiểu thơ, tại sao tiểu thơ lại biết rõ danh tính của tôi và thiếu tiên phó tướng? Ly Huynh không nhận ra tôi hay sao? Trời ơi, tra ra Hoa Mộc Lan hiền đệ. Không, phải gọi là Hoa Mộc Lan hiền mùi. Hoa Mộc Lan hiền mùi. Dạ. Anh không ngờ song cảnh em suốt 10 năm trường cùng song pha giết giặc, chiến đấu cảnh bên nhau. Không ngờ đâu một vị tướng quân có tài cử đánh bạc sơn lại là một nữ nhi hoa nhường nguyệt thẹn. Anh còn nhớ cái đêm em kể cho anh nghe câu chuyện Lưu Sơn Bá chúc anh đài không? À, anh đã nhớ ra rồi. Thế mà anh lại qua vô tâm, cứ cho những lời nói bông bẫy xa xôi của em là những lời nói của một kẻ si tình trong cơn hoa chứ. Hoa Mộc Lan hiền mùi, em có yêu anh không vậy Hoa Mộc Lan hiền mùi? Em yêu anh khi còn là chiến hữu, xung bên nhau trong mỗi đảng làng tên. Ngày về quê thắt thẻo ruột gan mềm, năm tháng vẫn mong chờ ngày tái ngủ. Vậy từ đây em hãy cho phép anh bỏ tiếng Hoa Mộc Lan hiền đẩy để âu yếm gọi tên em là người yêu lý tưởng từng sống bên nhau nơi chiến địa mấy năm trường. Thực tế là đây hay chỉ là trong cái giấc điệp mơ màng. Người chiến binh quay hùng đi tranh tuyến và hóa thành là một quê cát đài trang. Tiếng ân tình thay tiếng kim lan, tình bằng hữu xin đổi bằng tình phu phụ. Và đây là ngày vui đoàn tụ của nghi đôi quyên ương nghi lương sơn ba chúc anh đài. Cha mẹ em đang đợi ngoài hoa viên, anh hãy ra đó lại tạ để ra mắt người. Mùi hương
nửa đời hương phấn vì đâu lờ làng, vương vấn sầu chén cùng đàn, thường ngày cuộc tình trái ngang. Nửa đời hương phấn vì đâu lờ làng, vương vấn sầu chén cùng đàn, thường ngày cuộc tình trái ngang. Anh đến đây đó cho em hay một quyết định quan trọng. Chủ nhật này đó ha, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Ủa sao em buồn? Anh cưới em thiệt sao? Thiệt chứ. Anh cưới em. Trời đất, chứ không lẽ anh cưới anh? Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ. Anh suy nghĩ kỹ rồi em à. Việc cưới nhau đó đâu phải là một việc mua bán, mà là một sự hòa hợp giữa hai cuộc đời của hai kẻ yêu nhau, không rào trước đón sau, không cần phân đo lường, không biết chi điều hơn lẽ thiệt, mà chỉ có tấm lòng trọn vẹn. Em ơi dẫu sau này sự sống ra sao, cũng quyết không thay lòng. Nếu anh đã vì sự say mê đắm đuối, thì chắc hẳn sau này có ngày anh sẽ vui, rồi cảm thấy là một điều tội lỗi. Làm quen một cái đời trai cùng trong sạch như ai, vì một bên là cô gái phong sương, còn một bên là thanh niên trong lành. Ngày xuân mây hộp sẽ lắm lời dị nghị. Anh à, anh cũng thừa hiểu hôn nhân không giống như ái tình. Nước ở trong mình khi mới nhìn thì trong suốt, ai lại chẳng hiểu rằng có một thời gian trước cặn cao nổi lên rồi nay nằm im chi đây nữa, thì cuộc đời của em đây chỉ như nước ấy mà thôi. Như vậy tức là anh có suy nghĩ kỹ trước khi anh nói anh cưới em. Phải. Ai quyết định một việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ? Còn gia đình bên anh nghĩ sao? Gia đình anh à? Thì gia đình anh là gia đình anh chứ sao? Thôi đừng hỏi lẩn thẩn nữa, anh về để lo ngày cưới nghe không? Anh về nghe không? Lại trời Phật thương con, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cho con cứ tưởng là mơ. Trời, có thật thế sao? Mình phải viết thơ cho ba má hay. Ông bà được tin này chắc là mừng lắm. Thưa ba má, con kính tin ba má một tin mừng. Ba má ơi, cô sắp lấy chồng,
xin ba má đừng cho rằng con là đứa bất hiếu, tự định đoạt hôn nhân mà không xin phép cha mẹ. Con sẽ thưa ba má rõ cái nguyên do, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến để. Ai đó? Cứ vào. Em the. The. Ông đã lầm. Tôi không phải là the của anh, tôi là Hương đấy mà. Anh là Định nè. The. The. Em quên anh sao? Cô the của anh đã chết vì sự phản bội của một tên Sở Khánh hèn hạ rồi. The. Tới nay mà em vẫn còn giận anh à? The. Em không nhớ hai năm trước. Hai năm trước ái tình của đến gọi tên cô ta một lần mà không, phản bội điệu giả trân tráo biệt bộm, khoác mặt nạ yêu đương choàng áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dụng dại đau thương. Em the, chuyện trước kia cố đáng chi mà em đem lòng oán giận, vì trót thương nhau thì phải nghĩ đến tương lai. Ông đã diễn xong một tấn tuồng đen bạc, giờ diễn nữa mà chỉ có dối gạt được ai đâu. Em chẳng hiểu dùm hoàn cảnh của anh, bởi trước đây hai đứa mình nghèo, lại nghe rằng em đã có thai, nên anh phải tha hương để cầu thực, đặng kiếm tiền thêm hầu lo lắng cho em. Lo cho tôi mà đã trót hai năm, tôi trông chờ mà anh lại bạc tâm. Tôi trôi nổi từ đây vì sợ tổn thương danh giá gia đình. Anh đã theo đuổi nghề đần, dạy người ta ở xứ này xứ nọ, thì có thì giờ đâu mà lo lắng để lo cho em. Ông nói tiếng em mà sao không có ngưỡng miệng, tình nghĩa gì nữa đâu ông cần chi ngụy biện. Đừng diễn những lý lẽ dù giờ có gì chuyện đời thờ. Thôi đừng có biện hộ nữa, hãy đi đi, điếm đội lớp văn nghệ đi. À còn cô, còn bán phấn buôn hương, sao không nói rõ ra luôn? Tưởng tốt đẹp lắm mà. Muốn tốt tôi cho tốt, muốn xấu tôi cho xấu. Cô ráng kiên nhẫn chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì. Chào cô. Dạ xin chào cô. Chào ông. Xin lỗi ông là ai? Đến đây có chuyện chi? Cô nhìn tấm ảnh này, có phải người trong ảnh là cô không? Dạ phải, chính tôi. Ông là ai? Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất? Nhà này tôi mướn. Ba má tôi còn đủ dưới quê. Nhưng xin lỗi, ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy. Bây giờ rõ ra thì nó nói láo thật. Thằng này nó gian trời mà. Nó là ai? Còn ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi? Tôi là người buôn bán ở Thủ Đức. Nó buôn bán ở Sài Gòn. Nó chính là thằng em ruột của tôi. Tôi tên là Cang, còn nó thiệt tên Tùng. Dạ, nếu quả vậy thì xin anh hai chớ giận, để cho em xin lỗi đôi lời. Bởi nghe tên mà chưa thấy mặt người, nên mới có điều xúc phạm đến anh hai. Bà má của tôi chẳng may đành bạc phận, lúc chúng tôi 13, 14 tuổi đầu, nhờ người bác không còn cái nối dòng mới đem về nuôi dưỡng đến lớn khùng. Dạ thưa có, anh Tùng anh có nói tới anh hai và người bác hiện giờ. Em thiệt lỗi quá vì không biết mặt anh, xin anh hai cùng bỏ qua dùm những lời lẽ em không
lấy đâu để cho em được yên lòng. Thôi, chuyện đó mà có nhầm gì quan hệ là những lời tôi sắp nói đây. Nó coi ai cũng là tốt bụng, tôi biết thằng em tôi rất là thành thật. Mới đem chuyện nhà nói thật hết với cô đây. Dạ phải, em cũng biết anh Tùng không có chuyện gì mà anh nói vui với ai. Thật ra ở chốn phồn hoa náo nhiệt này dễ gì kiếm một người như anh đâu. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Mục đích của tôi đến đây cho cô hay rằng bác của tôi đã kêu thằng Tùng về cưới vợ cho nó. Cưới vợ cho anh Tùng? Chắc cô ngạc nhiên. Xin lỗi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái giang hồ? Sao cô lại khóc? Đây, cô cầm lấy số tiền nhỏ mọn này và chi phí lặt vặt. Cô tìm đủ mọi cách đừng cho thằng Tùng gặp mặt cô. Nếu bất tử mà nó có gặp cô đó hả, cô nên lựa lời khéo để nó yên lòng dứt khoát với cô. Tiền đó cô cầm lấy đi, cần nữa tôi đưa thêm. Anh hai cất tiền đi. Không phải tôi dùng đồng tiền để bắt buộc cô phải đoạn tuyệt giữa cô và thằng Tùng đâu. Đồng tiền này là để giúp cô phương tiện để cô tỏ ra cô thật tình yêu nó, để cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ đĩa vị một người yêu, cô bước lên một vị cứu tinh của thằng Tùng. Anh yên tâm cất tiền đi, đi về đi. Tôi sẽ xa lánh anh Tùng, sẽ trả Tùng về cho gia đình anh. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người yêu của anh Tùng, chứ không phải là vị cứu tinh như anh tưởng. Được, tôi sẽ đi cho anh được vừa lòng. Cô định đi đâu? Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải đi vì lòng tự trọng. Dẫu em là một cô gái giang hồ, người ta từ chối không cho em đi làm dâu thảo vợ hiền. Em vừa ngôi khỏi dũng bùn bẩn thỉu, người ta lại đạp đầu em xuống dũng bùn xưa. Em muốn lau gương mặt đem luôn thì bị người ta bưng thau nước ấy đổ đi. Em muốn bước ra ánh sáng trong lành lại bị người ta xô nghĩ em trở vào trong bóng tối. Cô nói quá lời, tôi đâu đến đổi vô nhân đạo như vậy cô. Anh vào đấy đi trình bày quy định thì anh lại tưởng rằng tôi sẽ chống nghi đối mạnh liệt vô cùng. Nhưng anh không ngờ nghĩ tôi đã cư xử với anh đẹp đẽ dịu dàng. Vì yêu Tùng nên tôi can đảm hy sinh hạnh phúc cho người mà tôi thiết tha yêu. Tôi dư hiểu gia đình lễ giáo không cho phép tôi với Tùng thành duyên dây ngầu. Anh cứ về lo vợ cho Tùng đi, đừng kể đến tôi, chỉ là một gái giang hồ phấn lạc hương phai. Thôi, anh hai cứ yên tâm về đi, về lo cưới vợ cho em của anh đi. Đi đi. Cảm ơn cô.
Tôi mong rằng ngày tháng sẽ giúp cô quên được những ngang trái hôm nay. Chào cô, tôi đi. Anh hai, anh hai. Sớm em, có đám này hay lắm. Con nhà danh giá, bác hai quyện đứng ra làm mai, chỗ xứng đáng môn đăng hộ đối với mình lắm. Anh hai, sao anh cứ mãi bắt em phải nghĩ đến môn đăng hộ đối? Không lẽ gia đình làm ăn của mình lại nghĩ đến một con điếm? Tùng à, em còn trẻ người non dạ, làm sao em hiểu hết biết hết chuyện đời. Anh hai à, từ ngày ba má mất, cái gì em cũng nghe theo anh đó. Riêng cái chuyện này, anh hai để cho em tự quyết. Tự quyết hay tự giận? Ôi, sự say mê làm cho người ta mù quáng, mà cứ tưởng là tình yêu chân thật. Phải mà, nếu phải chết để chứng minh tình yêu với một cô gái giang hồ, cũng có trăm thằng ngu ngốc giả giàu để được tiếng cao thượng, nhân đạo. Lúc nào anh hai cũng coi em là thằng Tùng bé bỏng. Anh hai quên là em lớn rồi à? Phải, em lớn thân xác, điều đó ai cũng thấy. Đối với hạng gái giang hồ, hạng gái mà xã hội chỉ dành cho họ một chỗ đứng khinh bạc, hạng gái đó chỉ cần cái túi tiền lớn hơn cái xác to lớn của em, rồi sau đó họ sẽ mỉm cười thốt ra câu tội nghiệp để kết thúc một mối tình giả tạo dài hay ngắn tùy theo túi tiền nhiều hay là ít. Nhưng người yêu của em đó không phải là hạng người đó. Em chắc như vậy, anh hai tin em đi. Tin đó thì anh tin. Nhưng một cô gái giang hồ trước sau vẫn là một cô gái giang hồ. Tùng à, em phải nghĩ đến danh giá của gia đình mình. Danh giá gia đình môn đăng hộ đối, anh có biết chăng gì thiên hạ đua đòi môn đăng hộ đối, nên đã tàn nhẫn xô ngã biết bao là mối duyên lành. Anh đừng quá thù cựu đối với quan niệm ái tình. Hạnh phúc là do nơi đôi tâm hồn hòa hợp, đâu phải căn cứ vào cấp bậc hèn sang. Cô gái mà em chưa một lần biết mặt, hai tâm hồn chưa có dịp hiểu nhau, thì tự hỏi làm sao em được vui dày ân. Rồi bảo tàng chừng ấy em mới ăn năn hối tiếc. Em hối tiếc cái phút hiện giờ em đang sống là em được vợ đẹp để giàu sang. Thank you.
Tùng ơi, anh khuyên em đừng nên phụ công ơn của bậc dưỡng nuôi anh em chúng ta từ thuở bé cho tới lúc thành nhân. Vì em hổm rài bác đau nặng, vì bác tự thấy phẩm giá gia đình đã quen ô bởi em say mê một cô gái băng băng buồn. Em nên thương bác cũng như bảo vệ gia phong, và khuyên em dứt ý định điên đồ là nên duyên cầm sắc cùng mà với một cô gái giang hồ. Thôi thôi thôi, anh đừng nói nhiều chuyện công. Em lập lại danh lần chót, em cương quyết cưới Hương. Hả? Mày quyết cưới nó? Tao mà biết chỗ con đó nó ở hả, tao sẽ cho nó biết tay tao. Chấp anh đó. Anh kiếm một tháng coi có tìm được hay không. Anh làm gì tôi? Còn mày, tao chấp mày một năm á, thử mày có tìm ra nó không cho biết. Nó giống rồi cưng ơi. Thay chân em, hoàng thượng vừa vào an nghỉ nên ngủ phụng lầu và bây giờ chỉ còn lại có đôi ta. Thay chân hiền muội, thay chân em đâu rồi? Em đi nè. Có gì mà đại huynh vui dữ vậy? Kính chào dương huynh. Có cả An tướng quân ở đây nữa à? Thay chân ơi, cái chuyện nó đã tới thật rồi em ơi. Hả? Chuyện gì? Ta nói cái chuyện đó nó đã tới rồi, tới thật bất ngờ. Thanh hoàng đã chọn thay chân vào cung hầu hạ một bên mình rồng. Đất trời như quay cuồng sụp đổ, thôi rồi giấc mộng bấy lâu nay. Tôi làm quốc cựu vinh sang, sao mà anh bạn chẳng vui mà lại buồn vậy á? Đại huynh, nghĩa là ba ngày nữa thanh hoàng hạ lệnh em phải cởi bỏ áo cung nhân để tự tay người mặc cho em chiếc áo vương phi. Trời ơi, đừng mừng thì mừng chứ đừng có xỉu nghe em. Nay mai em đã bước lên ngôi vị vương phi rồi đó, em nghe không? Sơn huynh, em làm sao bây giờ? Làm sao thì cũng làm cao, dẫu có thế nào cũng làm bực vương phi mà. Thay chân. Sao thương được tình tiếng cung ngàn đau, lệnh vua chia cách ta xa biệt ngàn trùng, mới vui tường phùng giờ đành xa nhau. Trời gây ngăn cách làm chúa vỡ tan tình ta, ôi xót đau chỉ riêng thân này. Người ngoài chân mây đâu luyến lưu cung vàng tù đài. Ai ơi xin đừng hờn người đang dương mang chua cay, tâm tư quay cuồng và lòng ta đang phong ba biệt ly. Người đi nhớ nhung gì chăng? Người cùng son mang tiếc thương cho tròn cuộc đời.
sướng gieo mà tưởng như đang ước lệ anh hùng. Giữa cuộc tang đi thương cây cỏ cũng sẽ buồn. An Lộc Sơn một võ tướng mang di học đòi đau khổ yêu tuyệt tình một nhan sắc Trường An. Rồi mai đây nàng tha thước ở cung son ta thơ thẩn chôn xưa tìm kỷ niệm. Lượm những dấu chân tình thời qua gấm nghe gió tương tư quằn quại khóc đi thương sâu. Sẽ dùng tay gây bão nghi tô tự dựng vinh quang mà chiếm đoạt một tâm tình. An Lộc Sơn ơi, mình bắt đầu vào cuộc điêu linh. Em là bậc dương phi, anh làm thân võ tướng. Môi bất dùng vàng lên thèm cung đèn, nghe nóng dai mềm trong ánh mắt khi trông theo. Không không, ta không thể là người thua cuộc. Tại ta thừa sức làm nổi dậy phong ba. Ê, ê, gì vậy? Trời ơi con kìa. Thay chân em, vô nghỉ đi em. Coi chừng An tướng quân biên rồi chém anh em mình. Mà chém một cái là hút giò. Cho em biết làm lớn thiệt lớn nghe em đi. Đi em. An Lộc Sơn, vĩnh biệt. Không, chỉ tạm biệt nhau thôi. Ta không thể để mất em. Thay chân, thay chân. Là nghĩa tử, nhưng ta yêu nàng trước quyền tôn mà.
hay nàng sợ mất địa vị vương phi? Đành vậy ăn lộc sơn, tình yêu đô thai chân xin chân thành ôm mắt, để những đêm buồn ru trọn giấc cô miên. Có nghĩa gì đâu địa vị quý quyền, tình yêu mất như càng mòn sinh lực. Nhưng ta còn nhân luân đạo đức, đừng dối làm cho bài lý thương luân. An Lộc Sơn còn mang nở tan bầm, há dùi chỉ trong chút tình nhỏ mòn. Nước mắt dài nhân làm mềm lòng danh tướng, xin chớ ngông cuồng mà lưu xu thanh danh. Lời khuyên của thai chân An Lộc Sơn xin ghi nhớ, những trước phút biệt ly xin cho tuân hạnh dân ai những trai lễ chi đầu. Sao nghe lòng như rung rung, quá vui hay đã e sợ gì, chi mong lệ chi ướp mặt hôm mà. Nương nương người ơi, sông nước xuyên sơn, tôi ước mơ phút giây đắm say này thành tâm kính dâng quá lệ, chi như chưa chan tình mong. An Lộc Sơn ơi, người có biết đâu chưa nếm vị ngọt của quá lệ, chi ta bỗng nghe thèm rơi nước mắt. Giữa cơn đất trời đang nín thở, ta chợt nghe sáu em ru dịu dắt làm thơ mắm mạnh vui lạnh ngắt kia như đông. Ngày tháng buồn hắt hiu trong đời của một kỳ kỳ phi tần, một gió tương mang di chợt làm hồi sinh tâm sự tình chân thành hơn kể lào thuốc kinh thư. An Lộc Sơn ơi, giờ đây tôi là một vương phi, còn người ôi nghẹn lời không nuôi được. Xúc động hôm nay đầy tình sao nở trước, biên cách sông ngăn không rời được khi nhớ thương này. Vào cũng như giấc mơ, hồn mà thoáng rung mà la lùng, yêu ai sao cứ ngây ngùng mà rồi bâng quâng. Kiên cũng son giết bao chung tình, thái chân ơi nàng yêu quả lễ chi, đất lĩnh ta lặn lội gian lao nguyện dư. Cái gì mà ôm sòm vậy bay? Hả? Trời đất quỷ thần ơi, cách một cây số mà tao nghe lòng lộng vậy à? Dạ thứ ba con mới về. Ủa? Thế à? Trời ơi con, con về hồi nào vậy? Dạ ba vừa đi sớm lát cái con về tới à. Vậy ha? Còn Diệu, làm gì mắt chăm băm vậy? Bộ chị em bay này lộn hả? Dạ đâu có ba, con mới nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe. Mà nó... Thiệt là chị em bay thiệt.
lâu ngày gặp nhau cái mừng quá rầy lộn cho đỡ buồn phải không? Thà vậy đó còn hơn. Chứ con Diệu nó một mình nó buồn, nó láp giáp hoài tối ngày vậy con ơi. Cái gì mà sáng cho tới chiều á, đồ mi son đố rồi đấy, đồ mi son đồ hoài, nghe điếc con đấy à. Mà rồi tao không hiểu cái gì mà nó đố đố, cái gì đâu mà đố. Thiệt mà, sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác, làm cha mẹ bay riết tao không hiểu nổi bay mà. Chó. Con Hương ở nhà đó không? Dạ thưa bà, kiếm ai? Tôi kiếm Hương. Nói có bà Hai Lương ở Sài Gòn lên kiếm nó đòi nợ. Dạ thưa bà, ở đây không có con Hương con Qua nào hết á. Dạ, dạ bà kiếm con đó bà. Ủa, ai mày đặt cho mày có cái tên Hương nữa đó? Trời ơi, cô tính giật tiền tôi rồi trốn luôn hả? Đâu có được. Tôi nói cho cô biết nha, trúng ai chứ trúng nhầm con già này nó xé xác ra cho mà coi à. Tội nghiệp cháu bà Hai à. Cháu đi cháu có nhắn lại với chú Năm thế nào cháu cũng ráng làm để trả cho bà Hai mà. Đừng có qua mặt con già này, nó có ngu đâu. Cô tưởng tôi sợ à, tôi khai ra mang xấu bây giờ à. Tội nghiệp cháu mà bà Hai ơi, cháu lại bà Hai mà. Gì vậy hả? Buông tôi ra, làm gì níu kéo tôi vậy? Tôi chưa đi đâu, tôi còn ở lại đây nè. Tôi nói cho tàn hoàng hết. Cô gạt ba má cô được chứ cô gạt ai? Bà nói sao? Con gái tôi nó gạt cha mẹ của nó à? Không đâu bà, nhà tôi nề nếp, tôi tin tưởng rằng là... Xí! Nề nếp cái cù lôi á, con ông làm điếm ở Sài Gòn á. Hả? Vậy không tin tôi hả? Ông tin tôi, ông đi hỏi coi tôi có nói quan con ông không? Trời ơi, bà tàn nhẫn lắm. Đầu bạc rồi mà còn bị đứa con nít nó gạt, kể như là thí cô hồn. Cho mấy người ăn giọng đi, đồ điếm mà. Chào mấy người, tôi về. Tan nát hết rồi. Ba, ba ơi con lại ba. Ba đừng buồn. Trời ơi trời, mày làm chi cho nhục nhã vậy thế? Ba thương con. Ba thè, tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên the của tao với má mày đặt nó sâu lắm hả? Tên the nghe nó quê mùa lắm phải không con? Mày dùng cái tên Hương đẹp đẽ thôn tho để che cái quãng đời thui nát của mày. Đi, con quỷ, con quỷ, mày đi đi, đi khỏi nhà tao. Ba ơi, ba đừng đuổi con, tội nghiệp con mà ba. Không có cha con gì hết. Người đang nói chuyện với tao tuy là xác con the, nhưng tâm hồn con Hương. Trước kia mày là đứa con gái đàng hoàng, nay mày lại đi làm bại hoại gia phong lễ giáo của nhà tao. Tao cũng tính mày đi làm ăn chân thật, chứ thật ra tao đâu về. Mày đem tiếc trinh bác khắp cùng người ta để nuôi mẹ nuôi cha. Trời ơi, cái đồ quân mất dạy, đừng leo hánh về đây để làm nhục tổ tông. Con cúi đầu trăm lại ba. Thôi thôi thôi, mày đừng có lại lục mà chi để cho tao thêm tổn thọ. Xin ba nhìn nhận con là con thê, cho con ở lại sống ôm hầu cha mẹ. Tao không cần ai hầu hạ, mày đi đi. Đó, tiền của mày gửi về tao trả lại mày, lấy đi đi. Còn đồ đạc mày mua về cũng đem đi hết đi. Mày không đem đi hả? Tao đốt hết. Ba đừng đốt. Tao không muốn thấy món đồ gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra. Ba không thương con sao ba? Con khổ lắm ba. Con, dầu ba không có banh da xẻ thịt đẻ con, dầu ba không có nhai con đút cho con từng bữa, nhưng ba đã quản dưỡng con từ ngày con còn đỏ hỏm trong nôi. Thè con bước được một bước là ba nở một nụ cười. Con mở miệng kêu ba, ba mừng hơn ai cho vàng cho bạc.
Mỗi lần con khóc là ba thấy lòng dạ xót xa. Khi con bệnh con ho là ba lo ba sợ suốt cả đêm ngày. Ba chạy thuốc men hết thầy nó đến đi thầy à này. Lo cho con được mạnh giỏi thì ba ăn mới được ngon, ba ngủ mới được yên. Con ơi đêm đêm khi giật mình thức giấc, ba ngồi nhìn con trẻ tủm tỉm cười trong giấc ngủ say. Mà rồi ba quên, quên cả công lao khổ đắng cay đã chồng chất khi bao tháng năm dài. Công ơn cha mẹ nặng như trời biên, con ơi ba má nuôi con là mong con sớm được khôn lớn nên người, mong con được nên vợ nên chồng để cho rạng rỡ giống dòng, cho đẹp mặt nở mày cha mẹ theo con. Thà là con đi buôn gánh bán bưng, hay là con đem thân của con làm mướn làm thuê, mà con gửi về cho ba má một gói thuốc rê, một lá trầu héo hoặc là một miếng cao khô. Những vật đó nó còn vàng như lần quý hơn là những đồ nhơ bẩn như nhung như gấm mi lụa như là. Con lấy hết đồ đó đi đi, nếu con để lại con cãi ba, ba đốt hết à, lấy đi hết đi. Đừng đốt, ba hãy dùng dùm con đi, dầu đây là kết quả của đồng tiền dơ bẩn. Nhưng con mang về đây với tất cả lòng hiếu thảo chân thành. Ba ơi tuy đồ vật vô tri, nhưng tình nghĩa cố linh con sai quấy mà lòng con không tội lỗi. Xin ba hiểu rằng những món đồ con gửi cho ba cũng như là những lời sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm phân lạc. Chuyện đó rồi đâu có ai xuôi bay, rồi bây giờ mấy tháng đồ già hàm. Nín đi, đừng có nói nữa. Ba ơi, con đã trót làm nhục nhã tâm môn, làm xấu xa cho cha mẹ, thì con không có lòng nào mà nấn ná ở lại đây. Vậy thì một lại này con xin giả từ ba má và đáp đền công sanh đẻ dưỡng nuôi. Nếu nay đây con lìa xứ sở đi rồi thì kể như con gửi thay nơi đất lạ quê người. Ba ơi sự sống nó bắt con rời bỏ gia đình, dầu cho con có bị ngăn sông cách núi, mỗi thâm tình con vẫn nặng mang. Tao không muốn mày nói nhiều,
Mày đi đi, Tử Hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự giận, tao chết cho vừa lòng mày. Mày đi đi, đi. Ba, ba, con lời ba cũng đi. Gặp em Phúc ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu. Trong đôi mắt buồn sâu, tim anh rộn bao khúc ai ân. Hồn anh lắng bên nàng, cầm tay anh khẽ nói yêu em. Yêu tha thiết nàng ơi, trên môi hồng tươi thấm hương đời. Thẹn thùng lặng nhìn anh, nhìn anh em không nói, môi e ấp cười duyên. Nhìn vào mắt người yêu, rồi anh thầm khẽ hỏi, hỏi rằng yêu anh chăng. Dù năm tháng phai tàn, lòng anh vẫn mãi mãi yêu em. Yêu không phút nào phai, như duyên tình ta lúc ban đầu. Giờ rồi anh em ơi, về để người ta đóng cửa vũ trường chứ. Thôi về. Chị ơi, bản nhạc này của ai mà khá quá vậy ha chị Lệ Thu? Của anh Vinh đó nè. Đấy là bản nhạc đầu tay của ảnh, mà cũng là bản nhạc lòng viết tặng chị đó. Chào Bích Nga. Chà, rất đúng giờ dữ à. Em Thu, anh cho em hay một tin quan trọng. Anh được làm sư rồi. Anh đi tu sao mà tính làm nhà sư? Bậy nè, anh được làm dược sư biết chưa? Anh đậu rồi hả? Trời ơi, em mừng quá. Nhưng... Ủa? Sao em lại buồn? Anh Vinh ơi, bác sĩ vừa báo em thọ thai 3 tháng. Mặt mày em chang vang, tâm hồn em như đảo lộn quy cuồng. Như vậy là tính mừng chứ, sao em lại buồn? Anh ơi, dư luận làm sao tha thứ được, gái chưa chồng mà đã thổ thay. Nếu một mai ba má anh ở tình không bằng lòng cưới em phải làm sao? Chỉ còn quỷ kiếp đi má đào, mượn dòng nước bác làm mồ chung thay. Giờ ấy em đừng lo, ba của anh có khó thật, nhưng má của anh thì cưng anh, thì chuyện gì lại không được. Thôi về em. Ông ơi, ông à, đi đâu mất rồi ha? Ông ơi. Ơi, mắt thầm mấy chậu kiển một chút bà đã réo om sòm hả? Bà làm như bà mê tôi lắm vậy. Ai mà mê ông hồ nào đâu nè. Không mê, không mê. Tại sao cái ngày mà tôi đến tôi coi mắt bà đón tôi bà biểu: anh ơi, anh nhớ cứ em lại lẹ nghen hai. Ôi, đừng có bài đặt chuyện nó lãng mà. Tôi kêu ông vô là để hỏi coi ông sai chú Năm đi đâu không dài. Thì đi Sài Gòn về vụ thằng Vinh chứ đi đâu. Dạ, thưa ông bà, tôi mới về. Dữ không? Sao chú đi lâu quá vậy? Công chuyện ở nhà không ai làm hết trọi hả? Dạ, thưa bà, bị phải chờ công chuyện của ông giao phó đâu đó cho nó xong xuôi. Dạ. Thưa ông, đây là tấm ảnh. Dạ, thợ chuyên môn mới làm giả về được đâu mà. Ờ, giống y như hai đứa chụp chung ha. Thế nào nó cũng làm. Dạ, dạ thưa ông, còn đây là bức thơ giống hệt như là tuồng chữ của cậu Vinh với cô Lệ Thu vậy. Nói nhỏ một chút đừng cho bà biết. Chuyện gì bí mật dữ vậy ông? Bà lại chị Phổ đi, rồi chút nữa bà về bà sẽ biết. Ông ráng mà giữ bí mật nghe không? Tôi đi à. Chú Năm à. Dạ. Mai chú trở lên Sài Gòn, trao tận tay con Lệ Thu lá thư này với 20.000 đồng bạc, nói là của thằng Vinh cho nó, nghe không? Dạ. Dạ, ông bảo sao à, tôi nghe vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi sao mà lương tâm nó cắn rứt quá ông à. Sao hôm nay chú nói lạ vậy? Dạ thưa ông, hổm rày tôi suy nghĩ lại tự thấy như tên sát nhân vô lương đốn mạc y ương hèn, gian tiếp nhung tay phá hoại đời một tỷ nữ nhi.
Mấy hôm nay tôi đã xuống tận Sài Gòn, đã nghe hiểu rõ ràng gia thế của nàng Lệ Thu. Sao? Thưa ông, dẫu nàng là một ca nhi của các nghi vũ trường, nhưng rất đúng đắn đàng hoàng, ai ai cũng đều mến đều thương. Vậy à? Dạ. Nàng đã yêu cậu Vinh, tình ý tưởng không có giữ gìn, nên kiết tử nhâm thần. Nhà để coi à, tính đã có ba trăng. Ngày nay tôi dân kế ông, hầu có dứt mối tơ tình, để cậu Vinh đi của mình cưới cô Hương Quyền giàu có. Nàng đành chịu khổ sở với cái cảnh bụng chữa dạ mang. Ông ơi, chắc nàng khó sống được bình an trong cõi trần gian. Thứ xương cà vô loại đó mà dám chết. Tôi hỏi chú, một là hy sinh con Lệ Thu, hai là hy sinh danh giá gia đình tôi, chú binh vực bên nào? Dạ lẽ tất nhiên là tôi binh vực ông. À, vậy thì chú đừng có nói lộn xộn gì nữa. Chú đi nghỉ đi rồi mai đi sớm. Đi đi. Và gọi thằng Vinh ra đây cho tôi dạy việc. Dạ. Vinh à. Dạ. Bà với má con đã chọn con Hương Quyền, con của ông bà cả ở trong làng mình, để cưới cho con đó. Thôi sửa soạn đi coi vợ đi con. Dạ thưa ba, xin ba cho con được tự do định đoạt lương duyên. Con trót yêu Lệ Thu, ba cho con cưới Lệ Thu đi ba. Câm, mày đừng có cãi tao nghe chưa. Chuyện gì dữ vậy, để tôi hỏi nó coi. Con Lệ Thu nó ở đâu, làm nghề gì vậy con? Dạ thưa má, Lệ Thu là một ca sĩ ở một vũ trường lớn ở Sài Gòn má. À, vũ trường là cái chỗ người ta đến à, mà để mà đáng xê đó phải không con? Đáng xê cái gì? Vũ trường là chỗ họ ôm nhau từng cặp, họ nhảy cà thọt đó. Ông sao ăn nói không có văn chương tao đàn chút nào hết á. Nói đáng xê là đúng rồi, chứ gì mà nhảy cà thọt là nhảy sao chứ? Cho bà nghĩ coi. Tưởng cho nó ăn học tới nơi tới chốn để nó cưới vợ môn đăng hộ đối, té ra nó lại đi thương một ca nhi của trà đình tủ điếm. Ba nói như vậy là sai rồi, vì cái nghề ca nhi cũng một nghề đẹp xinh. Đã là nghề thì cho nên nguyền rủa khinh hèn, bởi không nghề chi gọi là nghề xấu, chỉ có kẻ hành nghề xấu mới đáng miệt khinh. Thằng trời đánh này mày có câm không? Ca sĩ vũ trường đều vô loại xương ca, có con nào tử tế chỉ tao coi. Một cây mía ngon vẫn có đốt sâu cài, con xin ba đừng quơ đũa cả nắm trong tay. Quơ đũa cả nắm hay không á, mày xem thơ này rồi sẽ biết. Thơ của Lệ Thu à? Phải rồi, mở ra mà đọc đi. Anh thanh yêu quý của Thu ơi, Vinh là chàng ngốc si tình của em, vừa đậu dược sư và quyết về quê xin cưới em gấp. Em gửi cho anh tấm ảnh của chúng ta chụp chung hôm nọ, để cho anh nhớ em luôn, ghi tên Lệ Thu. Đó rồi, xem luôn cái hình này đây nè. Đúng là chữ của Lệ Thu, đúng là hình ảnh của con bội bạc này chụp chung với nhân tình của nó. Khốn nạn lắm. Đừng hèn yêu con, con nên bằng lòng cưới con Hương Quyền để trả thù bọn nó. Dạ thưa ba, con xin bằng lòng cưới Hương Quyền theo ý của bà. Con phải căng răng cho dứt mối tơ nguyền, nhưng xin thu thật rằng con không tranh được sống sang. Không thể trong nhất thời bảo tim hãy thôi đau. Dẫu Lệ Thu đang tâm phụ nghĩa đang vàng, vui say trên tim con đang rung máu hồng. Xin ba thương tình, ba hãy tha lỗi cho con, đã buông nhiều lời xúc phạm đến ba. Trăng thề đã qua một lần tròn khuyết, sau nhà
chào cô Lệ Thu. À, chú Năm, chú mang đến cho cháu một tin mừng phải không chú? Cô Lệ Thu, cô Lệ Thu ơi, tôi chỉ biết làm công việc của tên lão bọc trung thành với chủ, mang đến cho cô bức thơ của người cô mong đợi đêm ngày. Thứ không bù được công cô thắt thẻo ai hoài, đây số tiền 2 vạn bạc cũng của cậu Vinh nhờ gửi cho cô. Cô ơi, hầu hết những mối tình đầu đều đẹp và cũng đều gặp gỡ trong gai, có mấy ai được tròn duyên với kẻ đầu tiên, có mãnh lực khiến cho tim mình rung chuyển. Thế có nghĩa là Vinh nhờ chú đến đây báo tuyệt tình với cháu à? Cô Lệ Thu đang đi ra, sau khi trao thơ và tiền cho cô rồi thì tôi lặng lẽ ra về. Nhưng thấy hoàn cảnh cô mà lòng tôi đi chua xót khi não nề. Thôi cô à, dời núi lấp sông thì dễ, còn níu kéo ái tình về khó lắm cô ơi. Tôi khuyên cô đừng khóc, lệ chỉ tăng thêm đau khổ, không có giải quyết được gì đâu. Cô cần tạo thêm nhiều nghị lực và đừng có vùi hồn trong bể khổ đau thương. Cô đọc thơ đi cô. Cô Lệ Thu, vì một sự kiện qua đau lòng, tôi phải cưới vợ ở quê. Xin cô hiểu cho, kèm theo đây 20.000 đồng để đáp mối tình mà Thu đã dành cho tôi. Chào Vinh biệt, Phạm Vinh kia. Trời ơi, không ngờ con người như thế lại vô cùng hèn hạ. Trả giá mối tình với 20.000 đồng. Chú Năm đem tiền về nói với Vinh rằng tiền ấy cháu gửi lại Vinh để làm lễ cưới. Và chúc Vinh vui say duyên mới, đừng nhớ gì đến tên của Lệ Thu. Chú Năm ơi, chắc cháu không sống được, bào thai này giết cháu chết còn đâu. Cháu đem Vinh vợ mẹ cha vùi lấp trong hôi tanh nhơ nhớp của ao tù. Mình à, bữa nay là bữa sinh nhật năm thứ 10 của con Diệu, mình quên rồi sao? Mới đây mà chúng ta đã chung sống 10 năm rồi. 10 năm rồi, em chưa thấy mình vui vẻ với em, dẫu một lần nữa à. Hay là mình ân hận vì em không xứng đáng làm vợ của mình? Em không xứng đáng chứ còn ai xứng đáng. Chính anh không xứng đáng đối với Hương Quyền. Em giữ trọn bậc vợ hiền 10 năm rồi, em chu đáo vô biên, tận bát nước chén cơm lon, sức khỏe cho anh. Em trọn đạo thờ chồng mà không thay lầm đổi tâm. Trái lại anh đây lạc lẽo vô ngần, bởi trong tâm hồn còn nhớ kẻ xa xôi. Dẫu họ đã phản tình chia rẽ nghĩa bố kình, hàng nào bấy lâu nay. Nhưng hết rồi, giờ này chỉ còn có Hương Quyền của anh thôi. Má ơi má, má gọi người đàn hát bữa hổm về đây hát cho con nghe đi má. À, má biết ý con và cho người đi kêu rồi. Thưa mợ, em nhỏ ca sĩ tới mợ. Dạ, kính chào bà. Cô à, hôm nọ đi chơi tình cờ gặp em đây hát trước nhà hàng. Cháu nó thích quá nên hôm nay lễ sinh nhật của cháu. Cháu nó đòi đi phải đi kiếm em về đây hát cho nó nghe đó. Nên bữa nay mời mẹ con cô đến đây đó. Dạ thưa không, Lệ Hà đây là cháu của tôi đó. Ủa vậy hả, xin lỗi cô nha. Dạ, em xin hát bài Gặp Nhau Buổi Ban Đầu. Gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu.
sâu. Tim anh rộn bao phút ai ân, hồn anh lặng bên nàng. Cầm tay anh khẽ nói yêu em, yêu tha thiết nàng ơi, trên môi hồng tươi thắm hương đời. Thẹn thùng lặng nhìn anh, phai tàn lòng anh vẫn mãi mãi yêu em, yêu không phút nào phai như duyên tình ta lúc ban đầu. Hay quá hay quá. Diệu, đi với má vô buồng lấy tiền tặng cho chị đi con. Thôi chị Lê Hà đi với con à. À cũng được nữa. Cô à, bài của em bé hát vừa rồi ai dạy nó vậy cô? Má Lệ Thu của nó dạy đó. Ủa Bích Nga, em bé này là con của Lệ Thu à? Má nó là người đàn bà bị lường gạt một cách tàn nhẫn, hiện giờ đang hấp hối trên giường bệnh mà vẫn luôn luôn nhớ đến tên Sở Khanh Tàn Bạo đó. Trời, nói vậy em bé này là con của tôi. Đúng như vậy, nhưng nó không nhìn người cha đểu giả của nó đâu, mặc dù cha nó có giàu sang thế mấy. Sao cô lại mắng tôi? Chính cha ghẻ của nó mới đểu giả, bỏ thân của nó ra nông nỗi này. Cha ghẻ nào? Từ lúc anh dở trò phản bội, mẹ nó sống như vậy nuôi con kia mà. Muốn biết ai phản bội, cô hãy xem thơ và hình này. Cậu Vinh ơi, cậu hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày sự thật rồi tha thứ cho người lão bọc trung thành. Thơ và hình đều giả, chính ông sai tôi kêu thợ thuê làm. Vì cậu lầm cô Thu phản bội nên bằng lòng cưới mợ theo lệnh của ông. Hơn 10 năm thì cậu mãi âu sầu, tôi vô cùng hối hận. Chính tôi cũng tan tận đã hộp đi cùng ông chia rẽ mối duyên lành. Chú Năm à, nãy giờ chú ở đâu? Nãy giờ tôi ở bên trong á. Dạ, tôi cũng đã nghe hết rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn yên trí rằng Lệ Thu được sống trong hạnh phúc huy hoàng, còn con tôi cũng được sống trong các phụng lầu vàng. Ai có ngờ đâu Lệ Thu vì tôi tỏ bình, sống nghèo nàn khổ sở với con. Nga ơi nga chỉ dùm nơi Lệ Thu hòa bình đặng, tôi đến nơi an ủi người thương, để tôi săn sóc thuốc thang và xin nhìn nhận đứa con lạc loài. Được rồi, tôi sẽ báo tin với Lệ Thu chuyện này, còn việc tiếp anh hay không tiếp là một lẽ khác. Lệ Hà ơi, đi về con. Cô cầm 1.000 đồng về lo thuốc thang dùm cho Lệ Thu. Ngày mai anh trao cho chị Lệ Thu á. Đi về con ơi. Hà ơi, Hà, cô ăn cơm chưa con? Dạ con ăn rồi. À mẹ ơi, cha con còn sống hay đã chết rồi à mẹ? Cha con đã chết từ khi con chưa ra đời lẫn con. Sao nay con lại hỏi đến cha con? Bị hôm qua đó, con đi hát ở nhà cái con nhỏ đó đó. Nó tên là Diệu. Con thấy ba nó cưng nó quá à. Con nhớ lại con không có cha. Con tủi thân quá à mẹ. Thôi con đi nha mẹ. Tối rồi con đi đâu? Con nghe vậy Nga nói. Đã ai bụi không tiền lo, than thuốc cho mẫu thân nên giàu cho. Trời mưa làm sao, con cũng chạy ra ngoài phố chợ để hát kiếm tiền đem về cho mẹ hiền. Đừng đi con à, đừng đi con. Cái gì đó chị Thu? Trời ơi, trời mưa mà con Hà nó đi hát, lấy tiền về lo thuốc men cho chị. Tội nghiệp cho con tôi.
Vừa rồi nó lại hỏi về cha của nó nữa. Nghe chị nói cái giọng sầu nãy hoài em chán quá à. Thôi để em hát cho chị nghe cái bản này cho đỡ buồn nha. Chiều tan dần rơi, mơ khuất chân trời, lòng ta thương nhớ nơi chốn xa vời. Ngày nào anh đi nhìn lá thu tàn, biệt ly xa cách vẫn dương sầu đau. Bài ấy nghe buồn quá. 5 phút nữa chị sẽ có tin vui, Vinh sẽ đến nè. Ủa, sao chị biết? Hôm qua đến hát tại nhà anh ấy về, em với con Hà nhắc tới nhắc lui mãi. Chị đã nghe hết rồi em. Anh ấy bảo rằng không hề có gửi tiền và viết thơ đoạn tình với chị. Anh ấy hứa hôm nay đến gặp chị đó. Em còn ngây thơ quá. Đứng trước mặt em, một vị thẩm phán của tòa án lương tâm, anh ấy bịa đặt ra như vậy để khỏi phải xấu hổ với em. Chứ đời nào anh ấy đến đây mà em trông ngóng. Em lấy cây đàn cho chị mượn. Dạ, đàn đây chị. Lâu quá không có hát bài gặp nhau phút ban đầu. Hôm nay nhắc tới anh Vinh, sao bỗng nhiên chị lại muốn hát. Gặp em phút ban đầu, nhìn em anh không nói nên câu. Trong đôi mắt buồn sâu, tim anh rộn bao khổ phai ân. Em Thu. Anh Vinh. Em Thu có cha mẹ của anh đến đây thăm viếng và mong em bỏ cho những chuyện đã qua rồi. Kính chào hai ba. Con yếu lắm, thôi nằm nghỉ đi con à. Nhìn sức Thu đã kiệt tàn đến thế, tim gan anh còn hơn là muối sắt kim châm. Em ơi ba má anh đã hồi tâm nghĩ lại, đã biết thương và muốn nuôi nâng thân em, muốn đem cháu nội về quê cho cha con ông cháu chung vui sum vầy. Phải con à, chính cha giả mạo tuồng chữ thằng Vinh để gửi thơ cho con, cũng chính cha làm hình giả để gạt nó. Ôi đầu đuôi tại ông hết thảy á, thôi con đừng giận ba giận má nha con. Hai bác Minh Quang dùng cháu, cháu vô cùng hả dạ, còn về trách thần, cháu nào dám trách thần. Hai bác đến đây cháu hết sức vui mừng, cháu có nhắm mắt cũng vui lòng hả dạ, vì con của cháu đã được gần ông nội bà nội, và được áp ổ tình cha mà 10 năm qua nó khao khát mong chờ. Nga, kêu Lễ Hà về cho chị thay mặt nó, để nó mỉm cười nhìn nổi với cha, cho chị thấy nét vui hiện trên mặt khi nó, để chị yên lòng về nơi cõi với bà. Mẹ, về đây nè mẹ. Con, đây là ông nội, bà nội, còn đây là ba con. Con lại mừng đi. Con lại ông nội, bà nội, con lại ba. Mời bà vô. Kìa, vợ anh đến kìa. Không sao chị à, em hiểu hết về chị và thương chị vô cùng. Nếu tôi có mệnh thế nào, cô nuôi dùm Lễ Hà, tôi lấy cô đừng hà khắc với nó tội nghiệp. Xin chị yên tâm, em vâng lời chị. Em nên lo sức khỏe của em nhiều hơn. Còn sức đâu nữa mà lo. Vinh biệt Thu. Chào anh. Em Thu. Mẹ. Yeah. Thu. Mẹ. Thu. Thu. Trời. Thu. 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 Lâm Kỳ chàng. Quyên Quyên, anh muốn nhắc một lần chót cho em nhớ.
là đừng bao giờ nhìn anh bằng cái nhìn sai đắm của một tình nhân. Em hãy nhìn anh bằng cái nhìn của cô em họ. Như thế mới mong hoàn thành được kế mỹ nhân. Nhưng em yêu anh. Là gái hung nô, bổn phận em là phải ru ngủ và mê hoặc mạc hầu vị quan tri phủ già nua của nhà Hán, cho đến ngày đoàn quân hung nô bách chiến bách thắng của chúng ta có thể theo ngõ giang nam này mà làm cỏ quan quân nhà Hán. Hình như anh không còn muốn gặp em. Phải chăng ánh mắt của Huyền Châu tiểu thơ đã làm anh thay đổi? Nguyên Nguyên, anh cấm em ghen bóng gió và lo nghĩ vẩn vơ. Phải gác lại tình riêng mà nhìn vào sứ mạng. Em nên nhớ, đối với mạc hầu tri phủ, dẫu em ghét cũng phải cười vui, phải nói tiếng yêu đương. Còn với anh, dù em nặng tình thương, cũng dằn cơn sôi động phải hứng hờ lãnh đạm. Ta hy sinh mối tình đầu để hoàn thành kế nhiệm màu. Em lo lắng mối tình duyên tươi thắm của đôi ta theo thời gian rồi đây sẽ phôi pha, vì bên cạnh nàng Huyền Châu xinh đẹp anh đổi thay tâm tình. Em khổ sầu riêng mình. Em đừng nghĩ chuyện vu vơ, sở dĩ ta phải ẩn nhẫn đợi thời cơ là vì hiện tại quân của ta chưa đủ sức đối diện trường chinh với quân Hán. Kìa, có bóng người đến, anh phải lắng mặt. Quyền Quyền ai nương, giọng nàng sao mà êm mơ huyền diệu, như tiên thì thầm tình trăng do chơi vơi. Ước làm sao ta được sống ngàn đời để khỏi mất ai nương và tất cả. Dạng tạ ơn thượng quan đối tượng nên phận qua hèn có dài. Ai nương ơi, được nhìn ngắm dung nhan kiều diễm, ta mê mẩn tâm thần, tưởng chừng lạc lối động đạo cùng tiên Nga hội kiến. Bẩm thượng quan xin chưa qua lời khen tặng sắc tiên hương, mà thẹn tuổi phận hồng nhan thua kém xa đó qua hai đường. Chẳng qua ngày độ lượng muốn an ủi tâm hồn cô quạnh, một cánh bèo trôi một đóa hoa lạc loài. Ai nương chớ khiêm nhường, chớ buông lời hờn riêng thân thế. Ta đã yêu nàng với tâm tình nồng say đắm đuối. Thượng quan đã yêu em sao còn nghi hai người đáng kinh, là lắm kỳ biểu huynh và thiết mạng đại sư. Không, ta vẫn tin cẩn và hậu đãi Lâm huynh và sư phụ của người luôn, vì ta là em rể của Lâm võng sĩ kia mà. Thưa cha. Quyền Châu con. À, lại có hàng sinh đại thi sĩ nữa chứ. Bẩm thượng quan. Quyền Châu con, cha muốn khuyên con đừng bao giờ yêu kẻ bất tài vô dụng. Hãy noi gương Ngọc Bích em con, nó biết chọn tay kiếm khách anh hùng như Vũ Khanh trang sĩ. Cha noi thế, con đủ hiểu ý cha rồi. Thôi, cha vào trong, kẻo ai nương Nguyên Nguyên trong đợi. Hàng sinh chàng, khuyên chàng chứ phận chi buồn lòng. Thật ra em cũng nhận thấy đã đến lúc bậc nho sinh tài trí như chàng phải để ý đến việc kim cung. Kim cung mà làm gì? Văn tài quanh ha không giúp ích gì được cho văn quốc ư? Văn tài xuất chúng của chàng chỉ ổn định được lòng người thời bình, chứ không đuổi được thù thời loạn. Em nói thế, thảo nào cha em chẳng xem thường tài mua bút của anh. Chàng đừng lầm hiểu lòng em. Yêu chàng, em muốn đánh thức chàng tình mộng nhô sinh, gạt nghiêng bước đi sống đời dung tương. Chàng ơi, khi nuông nước sắp lâm dòng nguy biên, bởi rợ hung nổ ao chiến tham tàn, chúng đang đợi thời cơ để thực hiện mộng tâm loan. Nếu chàng không đổi nghề văn ra võ nghiệp,
dùng kim thần ngăn chung giữ biên cương, thì tình ta sẽ là một bài thơ ly biệt. Riêng em phải mang sầu hận muôn đời, mà chàng cũng lỡ mộng yêu y đương bé bàn duyên số. Rỡ hung nô chỉ là quân ô hợp, đã bao lần thôi bại đau thương. Vẫn biết sức chống ngăn của hang tộc hùng cường, nhưng dân ta sẽ bị chim lần từ tất đất. Em là gia nhân thì chỉ nên nói về hương sắc, về muôn hoa đua nở giữa mùa xuân. Em thấy chăng ánh sáng dần trăng thơ mộng, bùa lưới văn tơ khắp ngọn lá đầu. Kìa là một cánh sen tươi thắm ngự trên mặt kỳ nước yên lành, và bao nhiêu cảnh đẹp dịu dàng như thầm ca tụng cuộc đời tươi đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng như bài thơ, trời sinh ra anh là để làm thơ, để ca ngợi tình yêu và hương sắc. Anh không muốn làm quen với kim thép, vì anh sợ có ngày phi dây máu hồn thơ. Xin từ biệt, vì nàng thơ đang chờ hàng sinh bằng sĩ. Hàng sinh, hàng sinh. Vũ Khanh, mưu kế ta sắp bày đã xong, cháu và Quyền Châu cứ y theo nó thi hành. Kìa, nhà sư giả của ta đã đến. Thưa bác, nhà ngươi phải có giọng sư cụ và điệu bộ nhà tu. Mô Phật. Vũ Khanh ơi, thật đáng ghét, cứ chạy trốn người ta hoài à. Và chào hòa thượng, chào lão bá. Mô Phật. Kính chào tiểu thơ. Thưa tráng sĩ, bần đạo từ xa lặn lội đến đây tìm tráng sĩ là để trao cho tráng sĩ một bức thơ của Thích Huệ Quang, vị hòa thượng quá cố trụ trì ở chùa Quan Âm. Thơ gì đó chàng? Vũ Khanh cháu, trước giờ đi về cõi Phật, cậu ân cần nhắc nhở cháu nhớ, đừng bao giờ quên lời phát nguyện ngày xưa. Hãy nói theo đường đi của cậu, cậu gửi cháu lại cho thầy Thiện Tâm. Trời ơi, cậu tôi chết mà tôi không thấy mặt. Nếu tráng sĩ nặng lòng thương nhớ ngài Thích Huệ Quang đã từ bi quá cố, thì bần đạo khuyên tráng sĩ nên khắc cốt ghi tâm những lời ngài đã dạy khuyên, là phải lánh xa cuộc sống trần tục lũy phiền, noi gương ngài xuất gia tìm đường siêu thoát trong tiếng mõ hội chuông trong kinh kệ cao thâm. Đã từ lâu tôi thường lo nghĩ vẫn giờ, vì tiếp con người sanh ra giữa chốn trần ai, công danh sự nghiệp chỉ là bọt nước làng mây. Sau khi không chàng nói giọng chán đời, như kẻ bất tài thất chi muốn trốn đời giữa tiền môn. Thưa bác, cháu đã quyết định xuất gia đầu Phật. Bác rất vui mừng, xin cáo từ tiểu thơ. Mô Phật, xin chào tráng sĩ, chào tiểu thơ. Vũ Khanh, anh đi tu để được gì, ai bắt buộc anh? Một nghĩa vụ thiêng liêng bắt buộc anh em mà. Dạ, anh đi, anh cô quên em ngày nay, để ngày sau được gần em mãi mãi. Để ngày sau được gần em mãi mãi. Hay để ngàn ngày sau và muôn vạn năm sau, phi sầu nhớ tiếc thương. Một mối tình tan vỡ chẳng biết gì đâu, không người lầm lỗi, chẳng kẻ đổi thay, mà nghĩ phải rẻ đâu. Dòng yêu thuyền nghỉ mong, kẻ nghỉ một phương trời, người nghỉ một. Anh xin trả lại em tất cả tình em trao, để em xây mộng đời với một người mới phi thường. Mong đời em được vui đẹp cõi thiên đàng mà anh ước mơ. Em không thể quên anh, em chết mất. Ngọc Bích, Ngọc Bích. Quyền Châu được cùng tiểu thơ so bước dưới ánh trăng,
tôi cảm thấy mình đã biến thành một người rừng không tên tuổi. Trang sĩ tự hạ mình thì thôi, cái đẹp của giai nhân làm sao sánh được cái đẹp hùng tráng oai nghiêm của một trang dũng sĩ. Nếu thật sự tôi có đầy đủ những cái đẹp đó, thì tôi xin thêm vào đó linh hồn để dâng tặng tiểu thơ, hầu mong được làm một tên nô lệ. Em ân hận nó không được cùng tráng sĩ hạnh ngộ sung hương, vậy mà từ bấy lâu nay em không thấy cái tên hàm sinh ngẩn ngơ bỉnh hoạn là vô duyên đáng ghét. Nếu tiểu thơ muốn không còn bận mắt, thì với cánh tay này tôi sẽ ném hắn qua bên kia bờ thế giới. Lão, tên thất phu kia đừng vô lễ. Hàng sinh, nhà ngươi muốn gì? Muốn được ta bóp chết hay nhờ ta đâm thủng con tim? Ta muốn dạy ở mi một bài học về lễ nghi, cho bỏ tánh kiêu căng hỗn đau với mọi người. Đừng nói xấu nhiều lời, nhìn yêu nhàng khi vắng mặt của đối phương. Hàng sinh chàng xin đừng dại dột, hãy tự lượng sức mình. Nếu nông nổi không còn nghĩ suy ắt trước ly hiểm nguy. Thôi cầm đi, ta không muốn nghe người đẹp mà tâm hồn bận nhờ phản trắc điều hòa. Lâm Kỳ, ta thể lấy máu nhà ngươi. Lấy máu bằng cụm hai với bút lòng hỡi thị nhân ngu dại, tên trói gà không chặt. Ta không hèn nhát non gan, giúp mi có dịp để khoe tài cùng với người đẹp. Hàng sinh, gươm đây. Trang sĩ, xin trang sĩ đừng hạ kệ dưới tay. Nể lời tiểu thơ, ta tha mi khỏi chết. Tiểu thơ, hãy cùng tôi trở vào yến tiệc cho khỏi bẩn mắt với tên này. Vâng. Hàng sinh, hàng sinh có sao không? Để tôi buộc lại việc thương. Không cần, tôi không cần một ai thương hại. Chào Vũ Khanh. Hàng sinh, hàng sinh đã quốc khẩn ra đi vì thay tử bất tài trước gió lực. Hàng sinh ơi, tôi mong anh sẽ từ bỏ ngọn bút lông để cầm thanh kim bao, và lực lượng trong thầm lăng của dần hang sẽ có thêm một dũng tướng quay hùng. Đây là công kho của Quyền Châu Y cây bát đường thượng điền, nhưng hàng sinh chỉ biết oán hận kẻ phụ tình trong võ kinh văn. Mà riêng Vũ Khanh tôi cũng có lỗi, đã khoanh tay đứng nhìn người thó nhục. Anh ra đi với nỗi lòng căm tức, chớ biết đâu đó là những người thân quý nhất trên đời. Nàng là người đẹp vườn hoa trắng, tôi chỉ là thằng ngốc bán thân. Nàng mượn ta làm chồng mới cưới, để rồi yêu đắm đuối ông hoàng. Trời ơi, trong ngục lạnh đêm dài nàng hú say, trong mộng đẹp còn ta thì sầu duyên tuổi phận, mà năm canh thức trắng canh tàn. Vì sợ đời qua tàn rũ giữa điện ngọc cung vàng, nên nàng mới mượn ta làm chồng giá, để mong được ông vua già chê chán buông tha. Chết thật ra nàng không yêu không quy mến vì ta, mà chỉ mong xây mộng tình chung với hoàng tử trẻ trung đẹp mặt đẹp mai duyên và đẹp đời vàng son nhung gấm. Phàn tuyệt vọng như thằng cuối nghèo, ôm gốc cây đa mà mơ nghĩ bóng chị hằng.
ta muốn yêu dù biết tìm yêu bị cha đạp tan nát khi dùng vàng. Ta sẽ mãi yêu dù biết từ ngàn xưa có câu hát dè mai mía. Mấy đời thằng ngốc bán thang được rờ gót ngọc nàng tiên trên trời, đời sao có chuyện ý là đời cốc nằm mà xó tôi lại đòi trèo thân. Không ngủ mà cứ ngẩn ngơ sầu khổ, phải chăng anh sầu khổ vì thương hại đời tôi? Đời con chim xanh bị nhốt giữa lòng son nhỏ bé, không anh xuân không sắc lá chẳng màu hoa, mà chỉ thấy trơ bóng một tờ săn già giữa thâm cung u buồn quang lành. Ôi còn đâu cảnh chim xanh, rừng xanh tâm nắng sang cành nhẫn nhơ. Sớm chiều vui hót say mơ, mơ chim trời mong tình thơ giao tình. Trời mong giờ đây chim ru canh, vô mưa chiều lành giữa hồn khôi. Gió mưa sẽ tành đời tươi sáng, loan phùng cành ngô đẹp lứa đôi. Đẹp lứa đôi ai rẽ đôi vì chúa xuân cằn cỗi bóng xuân tàn. Đã tìm thấy người tôi yêu trong giấc mộng vàng, nhưng người ấy không được quyền yêu, không được quyền nói trước quy lực của vua cha. Đời tôi chắc lỡ đời qua, thảm thương bên cội cây già xác xơ. Trời mơ cô mây bên mơ, mà qua tôi lạc bên mơ hoang. Son đèn ngọc khi huy hoàng, nhà vua giam cầm tôi là để tôi mơ sống cánh nhung lụa trải đường. Nhưng không, tôi không muốn sống bên cạnh vua già dưới nhung lụa vàng son, mà chỉ mong được hoàng tử yêu, dù yêu trong tuyệt vọng. Như trước khi nữ ngưu lang bị đời đài sống cạnh nhớ thương nơi bến đợi ngân hà. Tôi khuyên hương lang chớ sầu tuyệt vọng, đang hãy vui vẻ lên chờ đợi ngày mai. Đẹp duyên với người yêu hoàng tử, ách giữa đàn tôi đã lỡ mang vào cổ, thì tôi hứa sẽ liều chết đòi ông vua già trả lại hương lan, để hương lan được tự do xây mộng với người thương lá ngọc cành vàng. Tôi là thằng ngốc bán thang, tôi là chồng giả nghèo nàn không tên, có sống thì cũng bị đời quên thôi, thì tôi chết đi cho bền duyên.
ta đã nhớ, ta đã nhớ. Hỡi núi rừng, hỡi gió, hỡi mây, phải biết rằng ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Lòng ta còn ghi muôn thuở có phải trong đời vì ai khiến tôi thân này qua đây. Lòng ta càng thêm chất ngất biết bao hân hoan, ngút cao dân tràn lòng ta. Khi chưa trả xong bao ân cơ, ta chưa sống yên trên đời này. Khi bao tai ngang như buộc ràng, làm cho đời ta nát tan. Lòng ta còn ghi muôn vợ có phải trong đời vì ai khiến tôi thân này đọa đày. Lòng ta càng thêm chất ngất biết bao hân hoan, ngút cao dâng tràn lòng ta. Nhà ngươi là ai? Phu nhân hãy cố nhớ lại xem, 20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương. Hoàng Thạch Cương? Phải, tại Hoàng Thạch Cương 20 năm trước cũng chính tôi là kẻ nhận 10 thỏi vàng rồng của một người vợ nhờ đi giết ông chồng. Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong bụng mẹ, nhờ bảo bọc dùng nếu tôi rủi chết đi vì tôi bất tài. Nên ngươi không làm tròn bổn phận, và cũng bất tài nên mang thân tàn tật 20 năm trời không dám trở về đây. Chỉ vì tôi quá thương mình tài hèn sức mòn. Chuyện ngày xưa ta đã sòng phẳng, vợ nhà ngươi trở về để kiếm vàng bạc thêm. Không, vàng bạc tôi có thể mua cả gia trang này, tôi đâu cần vàng bạc của phu nhân. Tôi về đây với ước nguyện trong lòng, mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi. Dương Thiết Thạch, ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi. Phu nhân ngạc nhiên lắm khi thấy tôi còn sống đây sao? Từ ngày bằng lòng vì nếp sống nhung lụa cao sang bên cạnh Lý đại nhân, có lẽ phu nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phu nhân trong dĩ vãng, kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa Bắc chợ Hàng Châu, chết đi cho sảnh nợ. Không ngờ hôm nay tôi đạp mồ sống dậy trở về để tương ngộ với cô nhân. Tại sao giữa 20 năm nay bây giờ nhà ngươi mới trở lại? Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay, tôi phải vào rừng sâu ẩn náu vì lo chữa trị vết thương để rèn luyện võ công. Chừng ra khỏi rừng mà hay Lý đại nhân đã trở thành trang chủ của Lý Gia Trang. Mà Lý Gia Trang được phong dễ như là thành lũy của triều đình. Bây giờ nhà ngươi muốn gì? Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi, là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi. Ngươi thương con ngươi lắm sao? Phu nhân ơi, có những chiều đứng trên ngọn tuyết sơn, nhìn về Lý Gia Trang chầm chầm vào đêm bập bùng ánh lửa, tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm im trong giấc ngủ im liềm, thấp thoáng lũng xa nhà ai nhen bếp lửa. Tôi dục cho câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá để nhìn trộm hình ảnh một thâm tình. Một đứa trẻ thơ gian tiếng khóc, bà mẹ hiền khẽ khẽ ru con. Tôi bỗng nhớ đến con tôi, đứa con tôi chưa hề nghe nó khóc, chưa một lần ôm chặt trong vòng tay với thâm tình phụ tử. Tiếng giạc ăn đêm gửi giọng sầu theo gió, lòng bơ vơ thèm khát một thâm tình. Tôi muốn tức khắc trở lại Lý Gia Trang để gặp vợ con mình.
20 năm dài không gặp gỡ, biết nàng có còn dáng vẻ như xưa, biết có còn vẻ đẹp như buổi tiễn đưa, hay dốc liễu héo gầy vì sương gió, biết má còn thắm môi hồng còn hé nụ, hay năm tháng nhớ thương nên tóc dội phai màu. Vợ nhà ngươi đã chết. Sao? Phu nhân bảo sao? Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết ngay khi đứa bé mới chào đời. Vợ tôi đã chết. Trời ơi, thế là hết. Mộng tương phùng như gió thoảng mây bay, mười mấy năm mong đợi phút giây này, tương hội ngộ nào ngờ đâu vĩnh biệt. Còn con của tôi, nó còn sống hay đã chết, hoặc nó trôi dạt nơi đâu, nó là gái hay trai, nó có làm chủ được một thửa ruộng nương dâu, hay là nó như cha nó ngày xưa sống một kiếp sống tội đoài. Phu nhân, xưa vì thương vợ con tôi mà tôi làm một việc hết sức mình, tôi nhất quyết hy sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ, chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi. Con nhà ngươi đã chết rồi. Hả? Chết rồi, chết rồi. Kìa, ngươi rút gươm ra để làm gì? Vậy là sự hy sinh của tôi trong 20 năm dài đã trở thành vô nghĩa. Vậy là tôi đã nói với phu nhân không còn lý do để mà sống sót. Tôi giết phu nhân rồi tự sát ở nơi đây. Không không, con nhà ngươi còn sống. À, tại sao bà bảo nó chết rồi? Vì hiện giờ nó không có mặt nơi đây. Ở đâu với ai, tôi mòn mỏi lắm rồi, tôi không can đảm chờ lâu hơn được. Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành. Ở đâu? Dưới chân tuyết sơn trong một gốc rừng. Có phải rừng lạc thọ dưới chân đồi tuyết sơn? Phải. Trong lúc bà sống yên vui trong nhung lụa, thì con tôi bơ vơ hiu quạnh giữa núi rừng. Đâu phải chỉ con ngươi hiu quạnh có một mình, mà con trai ta hiện giờ cũng đang được nơi đó dưỡng nuôi. Phu nhân, bà đừng nói gì thêm nữa cả. Phu nhân, bây giờ bà hãy cho tôi biết con của tôi là gái hay trai, bà gửi nó ở nơi nào hả? Nó là gái, bị mù từ lúc lên 3 tháng. Ta gửi nó cho thần y Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị. Hả? Thần y Đông Trạch đưa con gái mù ở tuyết sơn. Phu nhân, phu nhân, bà có biết bà nhúng tay vào tội ác, xin chút nữa tôi đã trở thành loạn luân, xin chút nữa tôi đã thành một loài dã thú. Phu nhân, trong lúc tôi mất một cánh tay, mười mấy năm dài tôi lẩn trốn nơi cục cốc thâm sơn, thì bà đã không giữ tròn một lời hứa. Bà là một con đàn bà lòng lang dạ thú, tôi phải giết bà. Phu nhân, phu nhân, ai ám toán bà? Ai? Dương Thiệt Thạch gã cục tay. Gia đình! Dạ. Đóng cửa gia trang, lục soát khắp mọi nơi. Hắn đi rồi, rừng lạc thọ, thần y Đông Trạch. Phu nhân, phu nhân, thần y Đông Trạch gã cột tay. Vậy chính ra là hắn chính hắn. Hận thù soi, khi hận thù soi, thấy khắp nơi thì vàng phải về. Hận thù soi như sông bê dâng tràn tuôn bờ, căm hận cùng dân cao ngút xanh ngang đầu non. Tháng năm thân tu thêm vàng nung nâu, chờ ngày xóa tan đi hận thù, chờ ngày xóa tan đi hận thù.
Lan, em Lan, lửa lòng chưa tắt sao em vội vã đi tu? Tôi đã là ni cô nên lửa lòng đã tắt. Trời, Lan, em đã cắt đứt dây chuông trong khi anh còn đứng trước cổng hiên chùa. Chuông chiều thôi nước kỳ nở đổ liên hồi. Thôi đã hết rồi Lan ơi, người sư nữ nửa chừng xuân toan dập tắt lửa lòng khi cắt đứt sợi dây chuông. Nhưng biết Lan có cắt được nghi mối tơ lòng như đã cắt sợi dây chuông ngoài công. Điệp muốn chạy xong mà lên tùng nghi phá nát y công chùa, rồi vào sân nối lại sợi dây chuông như nối lại mối tình. Nhưng khi tay điệp nghe tiếng chuông ngân, mắt nhìn thấy lá bồ đề rơi rụng, điệp đành bước lui trân áp cơn bão lòng, nên đứng chờ người như tường đã nghĩ trước thiền môn để gửi hồn mà theo những tiếng nghi chuông ngân. Cổng chùa tuy siêu vẹo mà anh cứ ngỡ đó là bức tường thành hay chuyến lì. Đã cách ngăn giữa điệp và Lan trên hai ngưỡng cửa đời và đạo. Em ơi anh vẫn biết rằng tu là cõi phúc tình là dây quan. Nhưng có mấy ai yêu mà không vướng dây quan, vướng mang mùi tục lụy. Nên Lan làm sao dập đi tắt được ngọn đi lửa lòng đi còn chất nghi chưa trong đi manh đi áo nâu sòng. Sao ngày cắt đứt dây chuông? Dây chuông dầu đứt vào hậu liễu thăm Lan lần cuối khi Lan đang hấp hối trên giường. Anh bạch đi lạp rung rinh như hơi thở sắp tàn. Lan thấy điệp muốn bước tới ôm Lan đi sưởi ấm cõi lòng cô héo cô đơn. Nhưng khi nhìn thấy sắc cao cà sa điệp đành đứng ngẩn ngơ thơ thần như một tín đồ đang cầu khẩn trước tòa sen dồn dập đi tiếng chuông chùa. Trở thành nàng dâu người vợ, nhưng vì quyền thế của vị tham quan nên điệp rồi Lan lên xe cưới. Trong lúc Lan núp sau thân cổ thụ,
chờ chú đám cưới đi qua rồi nhặt cái sắc pháo đài qua giữa các bụi bên đường. Sau cơn mê sảng lăng bừng tỉnh khẽ kêu tên điệp rồi hấp hối trong tiếng chuông ngân. Lá bồ đề rơi trước cổng tam quan như kết thành mảnh áo tàn liệm thân tàn sư nữ. Điệp đứng thẫn thờ cội áo cà sa trả chu hòa thượng rồi gầy ôm lan trong tiếng nghi nức nở sau cùng. Chuông ngân đổ giọng đau buồn như kinh cầu nguyện chiêu hồn người yêu. Buổi đầu em thiết tha yêu, giờ em sắp chết em yêu như buổi đầu. Tiếng hát Thanh Nga. Thanh Nga, một nữ hoàng sân khấu, một nghệ sĩ tài hoa, tinh sắc lưỡng toàn. Thanh Nga với tiếng hát trầm buồn như nước mắt, rót vào lòng người những giọt mật ngọt liềm ngẩn ngơ. Thanh Nga với tiếng hát mà người nghe chẳng cần thấy mặt cũng hình dung được một nhan sắc kiêu sa diễm lệ nhưng mà chân chất khả ái. Thanh Nga một giai nhân bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, một nhan sắc mà trời xanh quen thối má hồng đánh ghen, đã rũ bỏ phụng y dương miệng giữa thời, hoa đang độ mãn khai sắc hương rực rỡ, trái mơ đang chín mộng, đốt xạ sông hương với tấm lòng hoài niệm. Nước xuôi cầu gãi tài qua phiêu bồng, ta về giót tiếng ca hồng, nâng niu giọng cũ hồn sông hương trầm. Xin trân trọng gửi đến những tấm lòng thương nhớ Thanh Nga với những ca khúc chọn lọc cùng những trích đoạn tuyển để đời của người nghệ sĩ tài hoa mà bạc số. Thiên thai, ô kìa người thiếu nữ giặt lụa,
người thiếu nữ giặt lụa hay dừng tay cho ta chiêm ngưỡng một dung nhan tuyệt mỹ. Thưa đại nhân, tôi đã là thiếu phụ. Thiếu phụ? Nghĩa là nhan sắc kia đang đổ vào thu. Ôi, mùa thu huyền diệu. Ta sẽ bảo gia nhân mang ai chiếc kiệu đưa nàng về với nhung lụa gấm qua. Xin đại nhân cho phép tôi được trở lại với núi rừng quen thuộc. Ở nơi đó không có lầu vàng rác ngọc, không có nhung lụa bọc thân ngà, chỉ có ngàn cây xóa tóc gội trăng mờ, với con suối nhỏ lách mình qua khe đá. Nhưng ở đó lòng người không điêu hoa giả trá, không có ai dùng bạo lực quyền quy để buộc tôi phải gấm lụa sang ngang phụ bỏ mọi chân tình. À, đám bà cháu rau mà sống trọn với nhung mình, hơn nhung lụa phụ thân ngà, chôn cuộc đời trong tù hãm vàng son. Xin cho tôi được sống cạnh chồng con, vui mai thảo trang bên dòng suối. Xin buông tha cho cành hoa dại được sống giữa rừng hoang, cho nghĩ đến khi đại sâu cánh gà. Nàng đừng lo, ta sẽ ban cho nàng vô số bạc vàng châu báu, tạo cho nàng một cuộc sống đầy hạnh phúc bên trướng gấm màn con. Nàng chỉ hãy xích lại gần đây, nàng nghĩ thế nào? Tìm được trong cuộc sống do chính mình lựa chọn, chứ đâu phải bằng nhung nghi gấm mà bạc vàng. Ở đây có gió thoảng đi mây đưa nhạc suối hương rừng, có tiếng khóc trẻ thơ, dòng suối ngàn năm suối chảy, tất lòng này không chút bận nhớ. Ở đây gió ru lá làm thơ, thác ngàn rung mỹ nhạc, đối với tôi đó là chân hạnh phúc mà trọn đời tôi gìn giữ quý yêu. Ta có thể dùng võ lực để buộc nàng, nhưng không, ta muốn nàng tự ý đến với ta. Đêm mai ta sẽ đợi nàng ở cội mái già bên dòng suối khi trăng thượng tuần sắp lặn. Không bao giờ, không bao giờ đến đó. Không đến đó, ta vẫn đợi. Giờ đây ta tạm giữ con nàng. Ôi, đứa bé thật ngoan, nó mỉm cười trong giấc ngủ. Đêm mai trăng lặn mà nàng chưa đến đó, thì xác đứa bé này sẽ được chôn vùi dưới cội cây kia. Các ngươi là cố giữ nổi lắm người. Còn hơn thế nữa, chào ra. Khoan, xin hãy trả con tôi lại cho tôi. Tôi xin thề là tôi sẽ đến nơi khi dần trăng non còn treo trên đỉnh núi, đến để vùi chôn trong bùn nhớ tội lỗi, để cho ta lát đời qua trong gió loạn. Tôi sẽ vâng lời đại nhân như
xin đại nhân giúp tôi một việc. Việc gì? Nè, hãy nói. Gái trung trinh không thể có hai chồng. Xin ngài hãy giết chồng tôi trước, khi tôi thuộc về ngài mãi mãi. Thần nữ ơi, trên cao người có hiểu được lòng dạ của đàn bà. Nhưng thôi, ta sẽ giúp nàng điều đó. Xin chào. Dạ lắm, nàng hãy ngồi xuống đây. Sao hôm nay ta bỗng nhớ thuở ban đầu, ta muốn nghe lại dư âm của bài ca năm cũ. Hát lên đi, hãy hát lên đi cho âm thanh bay bổng, đưa ta về những kỷ niệm ngày xưa. Dừng, em hát đi. Dừng. Ngày mai vĩnh biệt.
Em sẽ vào phòng trung tắt đi hồng lam, để đi vào cõi chết thay ai. Hãy đến đây hỡi người thiếu phụ trung trinh, để nhìn mặt người chồng diễm phúc. Hãy đến đây hỡi nhan sắc loài răng độc, để nhỏ như giọt nước mắt sau cùng đưa tiễn một người đi. Ta sẽ đốt lên hồng lạp rồi cúi đầu trước một tử thi. Thật ra hai chúng ta cũng có thù oán chi đâu, nhưng trên mặt đất không thể có hai kẻ anh hùng cùng say mê một nhan sắc. Dừng! Dạ Lan, tại sao lại là Dạ Lan? Trời ơi, ta đã giết Dạ Lan, nàng đã chết mà đôi môi còn miếng chặt. Nàng đã bình yên đi vào vĩnh biệt, để nêu cao gương tiết liệt đến muôn đời. Lần đầu tiên ta nghe xúc động đến nghẹn lời, lần đầu tiên trong đời ta khóc những dòng lệ chân thành của một kẻ dọc ngang. Ta đã từng gieo cảnh ly tan cười ngạo nghễ trên niềm đau của kẻ khác. Sao hôm nay lòng ta nghe đau xót ôi thương, làm sao một thiếu phụ chung Dạ Lan ơi, nàng như giọt sương tinh khiết tưới mát cây khô cho cành lá đỏ xanh. Cái chết của người thiếu phụ trung trinh làm sống lại một lương tâm đã chết. Ta thấy lòng mình rung động như ngày xưa mới lớn nghe mơ hồ những tình cảm không tâm. Ta nghe thèm một đời sống bình yên mà sợ hãi những ngày dài chém giết. Trước mặt nàng ta xin bẻ thành kim thép, tìm đến rừng sâu mà chôn dấu cuộc đời. Dạ Lan ơi, lần đầu tiên trong đời ta thấy mình dậy đầy